Hồi 76, tam thiếu nhưng bản lãnh cao thâm. Trang phu nhân không nói gì, chú ý lắng nghe vi tiểu bảo thuật chuyện liệm cho hương vào mắt ngao bái rồi hợp lực với bọn tiểu thái giám mới bắt được ngao bái, bất giác mụ thở phào một cái nhẹ nhõm. Nên biết vi tiểu bảo thường nghe thầy đồ giảng sách nói đến chỗ nào nên dừng, chỗ nào nên nhấn mạnh để cho câu chuyện thêm phần ý nhị huống chi chính gã đã trải qua vụ này thì những đoạn tinh diệu khúc chết gã thuật lại một cách tường tận mà còn thêm diêm tương khiến cho câu chuyện bắt ngao bái biến thành giật gân mà người nghe cũng tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách. trang phu nhân nghe xong nói té ra đầu đuôi câu chuyện là thế nhưng lời đồn đại bên ngoài không đầy đủ chi tiết lại có chỗ sai sự thực người ta nói những gì quế công công bản lãnh cao thâm cùng ngao bái đại chiến 300 hiệp rồi thi triển tuyệt chiêu bắt hắn phải đầu hàng tiện thiếp nghĩ rằng ngao bái nổi danh là tay dũng sĩ đệ nhất ở mãn châu thì quế tướng công bản lãnh cao cường đến đâu nhưng hãy còn nhỏ tuổi làm sao lại có thể kiềm chế hắn được vì tiểu bảo cười đáp nếu là cuộc tỷ đấu thực sự thì đến cả trăm tiểu quế tử cũng không địch nổi tên gian tặc đó trang phu nhân hỏi về sau ngao bái chết trong trường hợp nào vì tiểu bảo bụng bảo dạ xem trường thiếu phụ này nếu không phải nữ quỷ thì nhất định cũng là một nhân vật trong võ lâm chi bằng ta thử nhắc tới danh hiệu thiên địa hội, chắc có thể nâng cao giá trị của mình lên. Gã nghĩ vậy liền theo sự thực kể lại, vua khang hy phái gã đi dò la ngao bái làm sao? Gã đụng độ với bọn người đến đánh phủ khang thân vương thế nào? Gã nhận lầm những người này là bộ thuộc của ngao bái ra sao? Gã cố chuồn vào ngục giết ngao bái thế nào? Gã nhất nhất thuật lại, không bỏ sót một chi tiết. Sau cùng gã nói, những người này nguyên là bọn đối đầu với ngao bái, nói rõ hơn là anh hùng hào hán ở thanh mộc đường trong thiên địa hội. Bọn họ thấy tại hạ đâm chết ngao bái liền đối xử rất lịch sử và bảo là đã trả mối đại thù cho họ. Trang phu nhân gật đầu nói, sở dĩ quê tướng công được Trần Tổng Đà chủ thu làm đệ tử, lại được đưa lên ngôi hương chủ thanh mộc đường trong thiên địa hội té ra là vì nguyên do này. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, ngủ biết hết rồi, sao còn hỏi ta làm chi? Gã nói tiếp tại hạ hoang mang chẳng hiểu gì hết, cả việc làm hương chủ thanh mộc đường trong thiên địa hội cũng chỉ là chuyện hữu danh vô thực. Gã không hiểu trang phu nhân là bạn hay là thù của thiên địa hội nên gã phải dò dẫm trước rồi sẽ tính. Trang phu nhân trầm ngâm một lúc rồi hỏi lúc quế tướng công hạ sát ngao bái dùng chiêu số gì? Có thể nói cho tiện thiếp hay được chăng? Vì tiểu bảo đưa mắt ngó mụ thấy nhãn thần lấp lánh ánh tinh quang thì nghĩ bụng mụ này có vẻ tà môn, nếu ta nói nhăng nói cản tất bị lộ tẩy chi bằng cứ nói thật là hơn gã liền đứng dậy đáp tại hà có biết chiêu số đếch gì đâu đoạn gã giơ hai tay ra hiệu nói tiếp lúc đó tại hạ sợ bờ vía cứ đâm loạn xà ngầu mấy nhát như thế này trang phu nhân gãi đầu nói mời quế công công hãy ngồi chơi một chút đoạn mụ đứng lên gọi song nhi sau không lấy kẹo hoa tùng hoa quế mời quế tướng công ăn nếm mụ lại nhìn vi tiểu bảo chúc câu vạn phúc thi lễ rồi tiến vào nội đường vì tiểu bảo tự nhủ ngủ mời ta ăn kẹo, dĩ nhiên là không có ác ý, gã sực nhớ tới điều gì, la thầm, trời ơi, không xong rồi, nữ quỷ mời mình ăn kẹo mà bên trong toàn sâu bỏ run dế. Song Nhi bưng vào một chiếc đa sứ có chân cao, trên đa bầy rất nhiều kẹo mứt, thị cười nói, quế tướng công, mời tướng công sơi kẹo, mứt đi, vì tiểu bảo, dạ dạ, mấy tiếng nhưng không dám ăn gã ngửi mùi hoa quế hoa tùng rất thơm ngon, bụng bảo dạ không thể ăn cho thích khẩu để rồi sâu bọ run dế khoét ruột mà chết oan. Gã ngồi trong hoa cảnh chỉ mong trời chóng sáng, sau một lúc lâu, bỗng nghe tiếng vạt áo rung động sột soạt. Sau cửa vừa bên cửa sổ, cạnh bình phong hiện ra rất nhiều cặp mắt, ngó trộm vào dường như toàn là mắt đàn bà con gái. Trong bóng đêm gã không nhìn rõ được, lòng gã rất khủng khiếp, toàn thân nổi gai ốc đột nhiên thanh âm khàn khàn của một bà già ở ngoài cửa sổ cất lên quế tướng công quế tướng công giết tên gian tặc ngao bái trả được mối thù tựa bể cho bọn tiện phù ơn cao đức cả này biết lấy gì báo đáp chỗ cửa sổ mở vì tiểu bảo trông rõ mấy chục đàn bà áo trắng lại phục xuống đất gã giật mình kinh hãi vội vàng đáp lễ lại nghe tiếng quần nữ đập đầu xuống đất binh binh gã cũng dập đầu đáp lại cửa sổ bỗng đóng lại mụ già nói ân gương bất tất đa lễ bọn vị vong nhân này không dám ngoài cửa sổ tiếng khóc nức nở của quần nữ vang lên vì tiểu bảo lông tóc dựng đứng cả lên sau một lúc tiếng khóc dần dần xa xa bọn phụ nữ giải tán đi hết gã như người trong mộng choàng tỉnh giấc tự hỏi bọn đó là người hay ma quỷ chẳng bao lâu trang phu nhân cùng song nhi đi ra mụ nói quế công công xin tướng công đừng kinh hãi chi hết bọn người quy tụ ở đây đều là thân nhân của những bậc trung thần nghĩa sĩ bị ngao bái sát hại họ được tin quê tướng công đâm chết ngao bái trả thù cho đều cảm kích tướng công vô cùng vì tiểu bảo ngập ngừng hỏi vậy ra trang tam gia cũng cũng bị ngao bái ra hại ư trang phu nhân khẽ đáp đúng thế bao nhiêu người ở đây bi thương khóc lóc suốt ngày đêm mong đợi cơ hội trả thù không ngờ tên gian tặc kia tội ác ngập đầu phải đền nợ mau lẹ như vậy hắn đã chết về tay quế tướng công. Vì tiểu bảo nói, tại hạ có công lao gì đáng kể đâu, đó chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên mà gặp, gã thấy song nhi đã đem cái bọc của mình lên bàn. Trang phu nhân nói, quế tướng công, bọn tiện thiếp đội ơn cao đức cả của tướng công, đáng lý phải hết lòng khoản đãi ít ngày mới phải. Nhưng vì ở đây hầu hết là xương phụ, nên có điều bất tiện. Bọn tiện thiếp cùng nhau thương nghị kính tặng tướng công một chút lễ mọn gọi là tỏ tắc lòng thành song thấy hành trang của tướng công lại quá dư về tiền bạc đây là chốn hoang dã chẳng có chỉ xứng đáng với con mắt của tướng công còn về bí lục võ công thì quê tướng công đã được trần tổng đà chủ ở thiên địa hội ban cho bí quyết tướng công theo đó rèn luyện dù chẳng thể thành một nhân vật thiên hạ vô song thì cũng đủ tự vệ khó có người làm gì được vì tiểu bảo nghe trang phu nhân ăn nói văn hoa lễ phép liền hỏi phu nhân bất tất phải khách sáo tại hạ xin hỏi một câu là mấy người đồng bản của tại hạ đi đâu cả rồi trang phu nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp đã được tướng công hỏi đến bọn tiện thiếp đáng lý phải trả lời rành mạch nhưng e rằng tướng công mà biết chuyện này chỉ có hại chứ chẳng lợi gì mấy vị đó là bạn hữu của ân công thì dĩ nhiên bọn tiện thiếp cũng phải hết sức giữ gìn cho họ khỏi bị tổn thương sau này tất có ngày ân công tái hội vì tiểu bảo nghe trang phu nhân nói vậy liền tin liệu là có hỏi nữa cũng bằng vô dụng. Gã ngừng đầu nhìn qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm làm sao đến giờ trời còn chưa sáng. Trang phu nhân dường như hiểu rõ tâm lý gã, liền hỏi, sáng mai ân công định đi đâu? Vì tiểu bảo nghĩ bụng, câu chuyện đối thoại giữa ta và trương lão tam chắc mụ cũng nghe rõ cả rồi. Mình còn nói dối thì ra người man trá, chi bâng bảo thực mụ là hơn. Gã nghĩ vậy liền đáp tại hạ lên ngũ đài sơn ở tỉnh Sơn Tây. Trang phu nhân nói, từ đây lên ngũ đài sơn, đường xa diệu vợi, dọc đường lại nhiều sóng gió. Bọn tiện thiếp xin kính tặng ân công một chút lễ vật, xin ân công đừng từ chối. Vì tiểu bảo cười đáp trước nay các vị có lòng hảo tâm tặng cho đồ vật, tại hạ không dám khước từ bao giờ. Trang phu nhân nói, thế thì hay lắm, mụ trỏ song nhi nói tiếp, con tiểu nha đầu song nhi này đã theo tiện thiếp lâu năm, làm việc rất cẩn thận. Bọn tiện thiếp xin để tặng ân công mong ân công đem thị đi để thị phục thị mọi việc. Vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, gã không ngờ lễ vật mà trang phu nhân tặng mình lại là một con người. Gã tự nhủ vừa rồi song nhi đã hầu hạ ta nào hơ quần áo nào dóc tóc tai, đã tốn công cho ta không phải ỉ ả ít. Ta được một tên tiểu nha đầu vừa xinh đẹp lại vừa khéo léo phục thị bên mình thật là sung sướng. Có điều dọc đường hiểm trở còn nhiều, biết phải tùy cơ ứng biến ta đem theo một tên tiểu nha đầu cũng bất tiện lắm. gã nghĩ vậy liền đáp trang phu nhân tặng cho tại hạ món trọng lễ này, tại hạ xin đa tạ. nhưng nhưng gã thấy song nhi cúi đầu liếc mắt ngó trộm mình, mục quang của thị vừa chạm vào ti mắt gã, thị vội quay đầu đi, mặt hơi ửng đỏ. trang phu nhân hỏi không hiểu ân công có điều chi nan dài, vì tiểu bảo đáp tại hạ đến ngũ đài sơn để làm những việc không phải dễ dàng nếu đưa vị cô nương này đi, e có điều bất tiện. Trang phu nhân nói, cái đó ân công bất tất phải quan tâm. Song Nhi tuy nhỏ tuổi mà thân thủ rất linh động, thị chẳng phải là người thừa, làm bận ân công đông. Ân cứ yên lòng. Vì tiểu bảo của y lại ngó Song Nhi thấy khóe mắt đen láy của thị ra chiều tha thiết, liền cười hỏi, Song Nhi, cô có ưng đi theo tại hạ không? song nhi cúi đầu khẽ đáp tam thiếu nhưng đã sai nô tỳ đi phục thị tướng công thì dĩ nhiên nô tỳ phải tuân theo vì tiểu bảo lại hỏi rằng, nhưng cô nương có nguyện ý hay không xin cho biết rõ e rằng chuyến này gặp nhiều sự nguy hiểm đấy song nhi đáp nô tỳ không sợ nguy hiểm vì tiểu bảo mỉm cười hỏi thế cô nương mới trả lời câu hỏi thứ hai của tại hạ chứ chưa đáp lại câu thứ nhất cô không sợ nguy hiểm chỉ vì phu nhân đã đem cô tặng cho tại hạ chứ chẳng phải cô có ý nguyện như vậy. Song Nhi đáp, chúng ta đã là thuộc hạ người khác thì còn nói gì đến chuyện nguyện ý hay không nguyện ý. Tướng công hỏi tiểu tỷ như vậy là đề cao tiểu tỷ một cách quá đáng. Phu nhân đã bảo tiểu tỷ phục thị tướng công thì nhất định tiểu tỷ phải hết lòng. Tiểu tỷ được tướng công đối đãi tử tế là tiểu tỷ tốt số. Bằng tướng công cay nghiệt với tiểu tỷ thì đó là số mạng của tiểu tỷ phải khổ sở vì tiểu bảo cười khanh khách nói số mạng cô tốt lắm chứ không phải xấu để chịu đựng đau khổ song nhi khóe miệng nở một nụ cười kín đáo trang phu nhân nói song nhi ngươi lại tướng công đi từ nay ngươi là người của quế tướng công rồi đó song nhi ngừng đầu lên bỗng vành mắt thị đỏ hoe thị quỳ xuống dập đầu lại trang phu nhân trước miệng ấp úng phu nhân tiểu ti tiểu ti thị nghẹn ngào không nói nên lời hai hàng nước mắt tuôn rơi Trang phu nhân vuốt mái tóc thị nói, quê tướng công là một trang thiếu niên anh hùng, tướng công còn nhỏ tuổi mà oai danh đã lẫy lừng thiên hạ. Người dáng thị phục tướng công cho ngoan ngoãn, tướng công đã ưng lời đối xử tử tế với ngươi thì còn lo gì nữa. Song nhi đáp, dạ, rồi xoay mình lại nhìn vi tiểu bảo lại phục xuống, vi tiểu bảo nói, cô bất tất phải khách sáo. Gã đỡ thị đứng lên rồi mở bọc lấy một chuỗi minh châu ra cười nói, cái này kêu bằng chút lễ kiến diện chuỗi Minh Châu ít ra đáng giá đến 4 năm ngàn lạng bạc. Với số tiền lớn này nếu dùng để mua nha hoàn thì được đến mấy chục tên. Song Nhi giơ tay ra đón lấy chuỗi Minh Châu đáp tiểu tỳ xin đa tạ tướng công, rồi thị đeo ngay vào cổ. Song Nhi mặc quần áo vải thô, thị đeo Minh Châu, hào quang lấp loáng chiếu lên khuôn mặt khả ái khiến thị tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Trang phu nhân hỏi chuyến này ân công ngũ Đài Sơn định điều tra một cách đường hoàng hay ngấm ngầm thám thính vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên là cuộc dò la bí mật. Trang phu nhân nói, những rừng cây, đền miếu ở ngũ Đài Sơn đều là chỗ có rồng cọp ẩn nấp. Ân nùng nên đề phòng cẩn thận, vì tiểu bảo đáp dạ, đa tạ phu nhân có lòng chỉ điểm. Trang phu nhân đứng dậy nói, tướng công hãy thận trọng, miễn cho vi vong nhân khỏi tiễn đưa. Ngụ lại bảo song nhi, song nhi, người ra khỏi cửa này là hết làm người nhà trang gia từ nay ngươi nói câu gì hay làm việc gì đều không liên can đến chủ cũ. Nếu ở ngoài ngươi sinh rắc rối, chuyện nhà họ trang ta cũng không thể bênh vực. Mụ nói mấy câu này bằng vẻ mặt rất nghiêm trang, trang phu nhân lại nhìn vi tiểu bảo vái chào lần nữa rồi chờ gót đi vào. Ngó qua làn giấy dán cửa sổ, trời đã hừng sáng. Song Nhi vào nhà trong lấy bọc của thị gia buộc chung vào với bọc của Vi Tiểu Bảo rồi khoác lên vai. Vi Tiểu Bảo nói, chúng ta đi thôi song nhi giả, dạ, một tiếng rồi cúi đầu xuống vẻ mặt buồn rầu vì tiểu bảo đi ra cửa lớn song nhi theo sau lúc này trời đã tạnh mưa nhưng khe lạch trên núi nước chảy như thác chỗ nào cũng chỉ nghe tiếng nước ồ ồ vì tiểu bảo đi mấy chục bước quay đầu ngó lại tòa nhà thấy hơi nước mờ mịt bao phủ bức tường phía trước nóc nhà còn lờ mờ như ẩn như hiện gã đi thêm mấy chục bước nhìn lại chỉ thấy một màu trắng xóa bao la không rõ vật gì nữa bất giác gã thở dài nói, những việc tao ngộ đêm qua thật chẳng khác chi một giấc mộng. Song Nhi, phu nhân nói với cô mấy câu sau cùng như vậy là nghĩa làm sao? Song Nhi đáp tam thiếu nhưng bảo tiểu tỷ từ nay đi phục thị tướng công thì bất cứ nói hay làm việc gì cũng không dính hú đến nhà họ trang nữa. Vì tiểu bảo lại hỏi, những người đồng bạn với ta đi đâu cả, cô có thể nói cho ta biết không? Song Nhi sừng sốt một chút rồi đáp, dạ những vị đồng bản của tướng công bị bọn người thần long giáo đưa đi rồi có điều tam thiếu nhưng đã chịu lời sẽ tìm cách cứu họ ra vì tiểu bảo hỏi tam thiếu nhưng có biết võ nghệ không song nhi đáp chẳng những tam thiếu nhưng hiểu võ công mà bản lãnh rất cao cường vì tiểu bảo lắc đầu hỏi tam thiếu nhưng người đi gió thổi bay thì làm sao mà bản lãnh cao cường được nếu võ công của phu nhân quả nhiên thâm hậu thì khi nào tam thiếu gia lại bị chết về tay ngao bái song nhi đáp lão thái gia tam thiếu gia đều bị hại và hồi cả mấy chục nhà không một ai hiểu võ công khi đó bọn đàn ông đều bị ngao bái bắt đưa đi bắc kinh hạ sát còn đàn bà con gái cũng phải xung quân đưa đến minh cổ tháp trao cho bọn người mặc áo giáp làm nô tỳ dọc đường gặp cứu tinh giết chết bọn áp giải cứu được phụ nữ mấy chục nhà đưa về cư trú ở đây lại truyền dạy võ nghệ cho tam thiếu nhưng bây giờ vi tiểu bào mới hiểu rõ lúc này trời đã sáng tỏ ánh chiêu dương vừa lên soi sáng khắp trần gian, những trận mưa lớn đêm qua rội xuống cây rừng, cành lá xanh biếc sạch lau lòng. Vì tiểu bảo không còn nghi ngờ bọn phụ nữ đêm qua là nữ quỷ nữa. Gã hỏi, trong mọi căn phòng của các cô thiết lập linh đường đều là để thờ phụng các vị lão gia, thiếu gia bị ngao bái giết chết phải không? Song Nhi đáp, đúng thế, bọn tiện thiếp ẩn cư trong chốn thâm sơn, không đi lại giao thiệp với bên ngoài những người thôn xóm phu cận nổi tính hiếu kỳ lui tới giòm ngó bọn tiện thiếp liền hí lộng quỳ thần hăm dọa cho họ chạy hết vì thế họ mới đồn đại đó là một tòa quỷ ốc đã gần một năm nay chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa không ngờ đêm qua tướng công lại đến đây thị dừng lại một chút rồi tiếp tam thiếu nhưng bảo mọi người là mối đại thù chưa trả nhất thiết mọi việc phải giữ hết sức bí mật những bài vị ở các linh đường đã đề danh hiệu các vị lão gia thiếu gia bị kiếp nạn, nếu để người ngoài trông thấy thì thật là bất tiện. Vì tiểu bảo hỏi, vì thế mà các vị bắt hết những người đồng bản của ta và bọn giáo đồ thần long giáo phải không? Song Nhi, ồ, một tiếng rồi đáp đêm qua tướng công đã hỏi về vụ này, nhưng tiện thiếp không dám nói. Có điều tam thiếu nhưng đã bảo từ nay trở đi tiện thiếp chỉ phục thị tướng công, chẳng còn liên can gì đến trang gia nữa như vậy dĩ nhiên tiện thiếp không nên giấu diếm tướng công bất cứ là chuyện gì. Vì tiểu bảo mừng rỡ nói, hay lắm, ta cũng cho cô hay, tên họ thực của ta là vì tiểu bảo. Quế công công hay tiểu quế tử gì gì đó đều là tên giả. Cô không phải là người của quế gia nào hết. song nhi hớn hở đáp tướng công đem cả họ tên thực nói cho tiện thiếp hay, tiện thiếp quyết giữ kín không tiết lộ với ai. Vì tiểu bảo cười nói, tên thật của ta chẳng có chi là bí mật cho lắm nhiều anh em trong thiên địa hội cũng đã biết rồi. Song Nhi nói, mấy vị đồng bản của tướng công ban đầu bị bọn người thần Long Giáo bắt giữ. Khi các vị động thủ chiến đấu với bọn thần Long Giáo, tam thiếu nhưng cùng mọi người ở đây đứng ngoài coi nhiệt náo, thấy bọn chúng niệm chú, miếng lý lố những gì nghe không rõ lắm. Vì tiểu bảo mỉm cười xen vào, hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thọ ngang thượng đế. Những câu chú này ta cũng niệm được. Song Nhi nói, tam thiếu nhưng bảo, bọn chúng niệm vậy, nhưng thực ra chúng còn pháp thuật gì nữa. Bằng không thì chẳng thể nào niệm mấy câu chú mà đột nhiên công phu ở nơi tay lại tăng lên gấp mấy trăm lần được. Ông già Trương Lão Tam nói chuyện với tướng công những gì, Tam thiếu nhưng cũng đứng ngoài cửa sổ nghe rõ hết. Mọi người liền tìm cách tắt hết đèn lửa trong nhà đại sảnh rồi quăng lưới cá ra chụp được họ. Vì tiểu bảo vỗ đùi reo lên tuyệt diệu, dùng lưới cá để bắt người ư, thế thì hay quá nhỉ. Song Nhi đáp theo lời tam thiếu nhưng thì chính trương lão tam võ công cũng tầm thường thôi. Nhưng yêu pháp của hắn rất lợi hại nên không ra mặt động thủ. Mọi người liền dẫn dụ lão ra ngoài, tắt đèn đi, tung lưới cá chụp một mẻ. Vì tiểu bảo nói theo, bắt ngay được một con rùa thối tha. Song Nhi cười khúc khích nói, phía sau núi có một cái hồ. Đêm đêm bọn tiện thiếp thường xuống hồ đánh cá. Bọn tiện thiếp quê ở Hồ Châu, bên cạnh Thái Hồ. Hồ này rộng lắm, ngày trước nhà họ trang rất nhiều thuyền đánh cá để cho bọn nhà trải thuê mướn. Tam thiếu nhưng đã trông thấy qua nhà trải buông lưới bắt cá nên người hiểu cách quăng trải. Vì tiểu bảo hỏi các vị quả là người Hồ Châu, thảo nào gói bánh trưng Hồ Châu ăn rất ngon, vì lẽ gì tam thiếu gia bị ngao bái sát hại. Song nhi đáp theo lời tam thiếu nhưng thì vụ đó kêu bằng văn tự ngục. Vì tiểu bảo không hiểu văn tự ngục là nghĩa làm sao, liền hỏi văn tử nhục ư gã nghe lẻn, văn tự ngục, thành văn tử nhục. Sao lại văn tử nhục, con muỗi cũng có thịt ư? Song Nhi đáp, không phải văn tử, con muỗi, mà là văn tử. Đại thiếu gia của tiện thiếp là người đọc sách, học vấn cao thâm. Sau khi đại thiếu gia đôi mắt, là một bộ sách thoá mà người mãn châu. Vì tiểu bảo tắc lưỡi ngắt lời, thế thì mình chịu thật, đôi mắt mà còn làm sách viết văn được. Mình không đôi mắt mà ai viết chữ đưa cho cũng không hiểu cái này phải kêu bằng, người đuôi sáng mắt. Song Nhi nói, nhưng nhưng thường bảo, ở vào thời đại nhiễu nhương, không biết chữ là may. Bọn tiện thiếp mười mấy nhà ở liền nhau, các vị lão gia, thiếu gia bị nạn đều là những tay học sĩ, tài tử, chẳng ai không lừng danh thiên hạ về môn văn chương. Chỉ vì giỏi văn chương mà rước vả vào, vào mình, song nhi thở dài nói tiếp tam thiếu nhưng còn nói, bọn thát đát ở Mãn Châu không cho người Hán chúng ta đọc sách và làm văn vậy mà chúng ta vẫn đọc sách, vẫn viết văn, khiến bọn thát đát tức giận. Vì tiểu bảo hỏi cô có biết làm văn hay không? Hồi 77, song nhi đà bại bọn lạt ma. Song nhi cười hề hề đáp tướng công khéo nói giỡn thì thôi. Một tên tiểu nha đầu làm gì mà hiểu văn chương? Tam thiếu nhưng có dạy tiện thiếp đọc sách, bất quá mới học được 7, 8 quyền. Vì tiểu bảo, ồ, lên một tiếng rồi nói có học được 7, 8 quyển sách cũng giỏi hơn ta nhiều rồi ta chỉ biết được bảy tám chữ mà thôi. Song Nhi cười nói, tướng công không thích đọc sách chắc là lão thái thái mừng lắm. Người ta nói ở Thanh Triều thì con nhà phá ra mới đọc sách. Vì tiểu bảo nói, ta xem chừng ngao bái cũng không biết chữ nhiều, nhất định có kẻ bợ đích hắn nói cho hắn nghe. Song Nhi đáp, đúng thế, đại thiếu gia nhà nô tỳ đã làm một bộ sách kêu bằng minh sử gì đó. Trong sách có nhiều đoạn thoá mà nhà mãn thanh. Tên khốn kiếp Ngô Chí Vinh lấy sách đó đem tố cáo với Ngao Bái. Thế rồi xảy việc tài đình, làm chết mấy trăm người. Cả chủ tiệm bán sách lẫn người đến mua đều bị bắt xử tử tướng công ơi. Tướng công ở trong thành Bắc Kinh có gặp thằng cha Ngô Chí Vinh đó không? Vì tiểu bảo đáp ta chưa gặp hắn, thùng thẳng rồi sẽ tìm, thế nào cũng thấy. Song Nhi, ta muốn dùng cô đổi lấy một người. Song Nhi giật mình kinh hãi, cất tiếng run run hỏi, tướng công tướng công muốn bắt tiện thiếp đưa cho người khác ư vì tiểu bảo đáp không phải đưa cho người khác mà là đánh đổi một người song nhi vành mắt đỏ hoe cơ hồ phát khóc thị hỏi sao lại đánh đổi một người vì tiểu bảo đáp tam thiếu nhưng đem cô tặng cho ta là một phần lễ hậu quá khó mà đền đáp được ta mới nghĩ ra một cách là bắt ngô trí vinh tặng cho tam thiếu nhưng như vậy lễ vật của ta tương đối cũng coi được song nhi phá lên cười tay mặt khẽ vỗ ngực thị nói, tướng công làm cho tiện thiếp hồi hộp quá, tiện thiếp lại tưởng tướng công không muốn dùng tiện thiếp nữa. Vì tiểu bảo cả mừng hỏi, ta không muốn dùng cô mà cô hốt hoảng đến thế ư. Nếu vậy cô cứ yên tâm, dù ai đem cả non vàng núi bạc xếp đống trước mặt ta để đổi lấy cô, ta cũng không chịu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã xuống đến chân núi. Bữa nay bầu trời sạch như chùi, muôn dặm bao la không một vết bụi vì tiểu bảo nhớ lại lúc gặp mưa rào đêm qua chạy đến quỷ ốc chú ẩn, tình trạng cực kỳ thảm hại. Gã tưởng chừng bước sang cuộc đời khác, vì tiểu bảo lại nghĩ tới bao nhiêu quả phụ nhà họ trang thống hận người mãn như vậy thì bọn từ thiên xuyên, phương di, mộc kiếm bình tuy bị bắt cầm tù nhưng cũng chẳng có gì nguy hiểm. Hai người đi chừng vài dặm tới một thị trấn liền tì ngô vào tiệm bánh ăn lót ra. Vì tiểu bảo ngồi xuống rồi, thấy song nhi vẫn đứng bên hầu hạ, liền cười nói, hà tất cô phải khách sáo, ngồi cả xuống đây ăn với nhau. Song Nhi đáp, không được, khi nào tiểu tỳ dám ngồi ăn cùng bàn với tướng công. Như vậy mất cả thể thống, vì tiểu bảo nói, thể thống hay không thể thống thì làm cái con mẹ gì. Ta bảo được là được, cô đợi ta ăn xong rồi mới ăn có phải mất thêm nhiều thì giờ. Song Nhi đáp, tướng công ăn xong rồi lên đường ngay cũng được. Tiểu tỷ mua mấy tấm bánh bao vừa đi vừa ăn, không dám để mất thì giờ của tướng công. Vì tiểu bảo thở dài nói, ta có chứng bệnh quái gở là ngồi ăn một mình liền đau bụng. Nếu không có người bồi tiếp thì càng ăn nhiều bụng càng đau đến dữ dội không chịu nổi. Song Nhi mỉm cười, đành kéo ghế dài, khép nép ngồi ghé xuống chỗ góc bàn. Vì tiểu bảo cầm tô mì vừa ăn được mấy miếng thì thấy ba nhà sư lạt ma ở Tây Tạng đi tới. Họ ngồi xuống vỉa hè la lên, đem mì đây, đem mì đây một tên lạt ma ngó thấy cổ song nhi đeo chuỗi minh châu liền huyết khuỷu tay trái vào đồng bạn bĩu môi ra hiệu hai tên kia ngó thấy hớn hở vui mừng lộ ra ngoài mặt mắt chúng không rời khỏi chuỗi minh châu vì tiểu bảo nghĩ thầm hỏng bét ba thằng cha này là bọn cướp đường chắc chúng định đón bọn mình để cướp giật gã lấy một nắm bạc vụn kêu điếm tiểu nhị mướn cho một cỗ xe lớn gã ăn vội vã cho xong tô mì rồi lên xe bảo sa phu chạy về phía tây mới đi được mấy dặm đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở phía sau vang lên. Vì tiểu bảo quay đầu nhìn lại, quả thấy ba tên lạt ma đang cưỡi ngựa rượt theo. Gã liền nhìn xong nhi nói, ba tên ác tăng kia muốn giật chuỗi minh châu của cô đó. Cô cho quách chúng, khi trở về ta mua cho cô chuỗi khác. Xong nhi đáp, dạ, bỗng nghe ba tên lạt ma lớn tiếng hô, dừng xe lại, dừng xe lại, tên phu xe rùi cương cho lửa đứng lại ba tên lạt ma vọt ngựa lên trước chặn đường một tên nói hai đứa nhỏ kia hãy xuống xe đi song nhi liền tháo chuỗi minh châu trên cổ xuống đưa ra ngoài xe nói các vị đã vừa ý chuỗi minh châu này mà tướng công của tiểu nữ lại bảo đưa tặng các vị vậy các vị lấy đi một tên lạt ma người to lớn béo mập thò cái bàn tay to bằng chiếc quạt lá bổ ra nhưng không đón lấy chuỗi minh châu mà lại nắm cổ tay song nhi giật mạnh ra ngoài vì tiểu bảo hốt hoảng la lên, muốn lấy tiền thì nói tử tế, không nên động võ. Bỗng thấy bóng vàng lấp loáng, tên lạt ma kia vọt người lên không trung về phía sau. Vì tiểu bảo la thầm, công phu ghê quá, người lạt ma rớt xuống rất mau, nhưng đầu ở dưới chân ở trên. Sầm, một tiếng, đầu tên lạt ma to béo cắm xuống vũng bùn ngập đến trước ngực. Hai chân hắn dãy loạn lên, vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Gã không hiểu tên lạt ma thi triển công phu gì. Hai tên lạt ma kia thét lên be be. Chúng vội chạy lại ôm đồng bạn rút ra khỏi đống bùn. Tên lạt ma to béo đầu mặt dính đầy bùn, coi rất thảm hại. May ở chỗ đêm qua trời mưa nhiều đất bên đường đã nhũn ra thành bùn, nếu không thì hắn bỏ mạng rồi. Vì tiểu bảo cười khanh khách nhìn gã phu xe dục cho xe chạy lẹ đi, còn chờ gì nữa, song nhi tay vẫn cầm chuỗi hạt minh châu hỏi, tướng công có đưa chuỗi minh châu này cho họ không vì tiểu bảo chưa kịp trả lời đã thấy ba tên lạt ma đều rút cương đao ở lưng ra hung hăng nhảy sổ lại song nhi giật lấy cây nguyễn tiên ở trong tay sa phu tung ra một cái cuốn được cương đao ở trong tay một tên lạt ma thị rút cây roi về tay trái đón lấy thanh cương đao tay mặt lại hất cây roi ra cuốn được thanh cương đao ở trong tay tên lạt ma thứ hai rồi cũng đoạt lấy tên lạt ma thứ ba hốt hoảng bật tiếng la trời ơi hắn đứng ngẩn người ra, song nhi lại quăng cây roi ra, lần này đầu roi cuốn lấy cổ tên lạt ma kia. Thị khẽ kéo roi lôi lạt ma đến trước xe rồi thị thỏ tay ra giựt lấy cương đao. Cổ tên lạt ma vẫn bị đầu roi siết chặt, cặp mắt hắn trợn toàn lòng trắng, lưỡi thỏ dài ra, mặt không chút huyết sắc. Hai tên lạt ma kia chia hai bên tả hữu sấn vào tấn công để cứu đồng bạn. Song Nhi nhảy vọt ra, chân trái đứng vào càng xe, chân phải điểm luôn hai cái. Hai tên lạt ma bị điểm huyệt, ở đầu ngất xỉu té xuống. Song Nhi lại hất tay phải một cái, ngọn roi bung ra. Tên lạt ma này bị nghẹt thở một lúc rồi cũng té nhào ngất đi. Vì tiểu bảo mừng quá nhảy lên reo, Song Nhi, Song Nhi, té ra võ công cô giỏi quá. Song Nhi mỉm cười đáp, có gì đáng kể đâu ba tên ác nhân này là đổ vô dụng mới bị hạ dễ dàng như vậy. Vi tiểu bảo nói ta mà biết sớm không phải lo sốt vó từ này tới giờ. Gã nhảy xuống xe đá vào mình một tên lạt ma hỏi các ngươi làm gì vậy? Song Nhi đá vào lưng hắn một cước, hắn bật tiếng rên la và đã hồi tỉnh. Song Nhi hỏi tướng công ta hỏi các ngươi làm nghề gì? Lạt ma ấp úng hỏi lại cô nương, cô nương biết phép tiên chăng? Song Nhi mỉm cười rụp, nói mong các ngươi làm gì? Lạt ma đáp tiểu nhân bọn tiểu nhân là lạt ma ở chùa đại văn thù trên ngọn bồ tát ở ngũ đài sơn song nhi hỏi cái gì mà lạt ma với chẳng lạt ma người nói nhăng nói càn lại giở giọng thô lỗ vì tiểu bảo nói lạt ma tức là hòa thượng ở miền tây tạng song nhi nói té ra các ngươi là sư thị lại khẽ đá một cước vào lạt ma hỏi các ngươi là sư sao không cạo chọc đâu lạt ma đáp bọn tiểu nhân là lạt ma chứ không phải sư song nhi hỏi sao người muốn bướm chăng tướng công ta bảo ngươi là sư thì đúng là sư thị lại đá vào lưng hắn một cước phát đá này trúng huyệt thiên khê đụng đến não cân khiến cho lạt ma khắp mình ngứa ngáy chẳng khác gì hàng ngàn con mũi đồng thời đốt vào mình hắn hắn không nhịn được bật tiếng rên la mỗi lúc một thê thảm hai tên lạt ma kia dần dần tỉnh lại nghe hắn kêu rú như heo bị chọc tiết thì kinh hãi vô cùng chúng dùng tiếng tảng hỏi đồng bạn tên lạt ma kia cũng nói tiếng tảng trả lời hai tên lạt ma này liền nói tiếng hán tiểu nhân là sư tiểu nhân là sư xin cô nương bảo tiểu nhân là gì thì tiểu nhân là cái ấy xin cô nương mau mau giải khai huyệt đạo cho bọn tiểu nhân song nhi cười nói cô nương nói không ăn thua chỉ có lời tướng công mới đáng kể thưa tướng công tướng công bảo chúng là gì vì tiểu bảo cười đáp ta bảo hắn là ni cô lạt ma không nhịn được nữa Nghe vì tiểu bảo nói vậy vội la lên, tiểu nhân là ni cô, tiểu nhân là ni cô, vì tiểu bảo cùng song nhi bật lên chàng cười ha ha. Song nhi khẽ đá vào huyệt khí hộ dưới cổ lạt ma. Lập tức hắn hết ngứa mà miệng vẫn còn lắp bắp, tiểu nhân là ni cô, tiểu nhân là ni cô, vì tiểu bảo nhịn cười hỏi, các ngươi đã xuất ra, tại sao còn cướp đoạt tài vật của bọn ta? Lạt ma đáp, tiểu nhân tội thật đáng chết, lần sau không dám thi nữa. Vì tiểu bảo hỏi, ngươi còn nói đến lần sau ư? Lạt Ma vội đáp, tiểu nhân đã nói là không dám là không dám, trăm năm sau cũng không dám. Vì tiểu bảo hỏi, các ngươi không ở chùa niệm kinh lại xuống núi để làm gì? Lạt Ma đáp, đây là sư phụ phái bọn tiểu nhân xuống núi. Vì tiểu bảo hỏi, sư phụ các ngươi phái các ngươi xuống núi ăn cướp vàng bạc, châu báu ư? Lạt Ma ấp úng đáp, không phải, bọn tiểu nhân tìm xuống Bắc Kinh hắn vừa nói tới đây thì tên lạt ma to béo hắng giọng một tiếng. Vì tiểu bảo rất tinh khôn, liền liếc mắt ngó qua thì thấy tên lạt ma đang đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên để chỉ thị cho đồng bọn chớ thổ lộ chân tình. Vì tiểu bảo đã tưởng bọn ác tăng Tây Tạng này thấy tài vật sinh lòng đen tối muốn ỉ mạnh cướp giật thì chẳng có gì là to chuyện, nên biết bọn lạt ma Tây Tạng được người mãn rất sùng bái. Ngay trong Hoàng Cung có mở đàn tràng cũng mời bọn lạt ma tụng kinh cầu đào. Nhà vua còn như vậy thì dĩ nhiên vương thân quốc thích cũng không ngoài lệ đó. Vì thế mà bọn Lạt Ma hoành hành bất phép ở kinh sư. Vì Tiểu Bảo đã định giàn vặt bọn chúng một chút để cười chơi rồi thả ra, nhưng gã thấy tên Lạt Ma to béo có thái độ khả nghi liền nói: "Ba thằng cha này có vẻ bất chính, Song Nhi cô đá cho mỗi tên một cái để chúng nằm đây kêu trời rồi chúng ta đi." Song Nhi dạ, một tiếng rồi ngó tên Lạt Ma to béo đá vào huyệt thiên phê hắn trước tiên. Tên lạt ma kêu rú lên, song nhi lại đến bên tên lạt ma này khoa chân làm bộ. Tên này đã nếm mùi đau khổ, vội la lên, xin cô nương đừng đá. Tiểu nhân, tiểu nhân xin nói hết, tệ sư phụ sai bọn tiểu nhân xuống Bắc Kinh đưa thơ. Vì tiểu bảo hỏi, thơ đâu, lạt ma đáp, thơ này, không thể để các vị coi được. Nếu có người ngó thấy, tệ sư phụ, tất giết chết bọn tiểu nhân. Vì tiểu bảo quát, đưa ra đi người không đưa thì ta đã cho một cước. Tên lạt ma này chưa biết công phu gã tầm thường, cũng tưởng gã ghê gớm lắm. Hắn vừa thấy gã giơ chân lên, vội nói ngay, thơ, không ở trong mình tiểu nhân. Vì tiểu bảo hỏi, vậy ở đâu, người đi lấy cho ta. Tên lạt ma này không làm sao được chạy đến bên tên lạt ma to béo nói tiếng tặng lý lố một hồi. Tên lạt ma to béo cũng dùng tiếng tạng trả lời. Hắn là lối om sòm, nguyên tiếng tạng đã khó nghe, lại thêm vào những tiếng kêu rú như heo bị chọc tiết càng khiến cho người ta không chịu nổi phải bịt tay lại vì tiểu bảo tuy không hiểu hắn kêu réo chuyện gì nhưng coi vẻ mặt cũng biết là thằng cha kia không chịu đưa thơ gã liền hùng hồ chạy lại đá vào đầu hắn một cước tên lạt ma to béo mất xỉu một tên khác liền thò tay vào bọc hắn lấy ra một gói nhỏ bằng vải dầu cầm hai tay đưa cho vi tiểu bảo gói vải này khâu rất kín vi tiểu bảo đón lấy gói Song Nhi cũng móc trong bọc một gói nhỏ mở lấy mũi đao thật nhỏ cắt chỉ khâu thì bên trong quả là một phong thơ. Ngoài bao thơ viết hai hàng chữ tảng, vì tiểu bảo hỏi phong thơ này đưa cho ai? Lạt ma đã đưa cho tệ sư bá, vì tiểu bảo xé bao bì đánh, giạt, một tiếng. Hai tên lạt ma kêu dầm lên. Trong bao thơ có một tờ giấy vàng viết chữ tạng ngoằn ngoèo phía dưới vẽ một đảo phù đỏ trói trông thật cổ quái, không hiểu là cái gì dù phong thơ có viết bằng chữ hán, vì tiểu bảo cũng không hiểu được. gã cầm thơ đưa cho song nhi hỏi trong thơ viết gì vậy. song nhi cũng không hiểu quay lại dục lạt ma tướng công ta hỏi trong thơ viết cái gì, nói mau nếu người man trá nửa câu là ta đá vào huyệt đạo, vĩnh viễn không giải khai cho nữa. tên lạt ma đón lấy thơ coi rồi ấp úng đáp cái này cái này, vì tiểu bảo dục nói mau đi, còn cái này cái kia gì nữa. lạt ma vội đáp giả dạ, giả. Dạ trong thơ này nói là sư huynh, muốn hỏi tin tức một người. Hắn nói tới đây, một tên lạt ma khác bỗng cất tiếng lý la lý lố một hồi để ngăn chặn. Song Nhi liền nhảy vọt lại, vông cước, đá vào huyệt thiên khê khiến cho tên lạt ma kia đang nói biến thành rền rĩ kêu gào. Tên lạt ma thứ nhất cả kinh thất sắc nói trong thơ đó bảo, tìm kiếm một người, nhưng bọn tài hạ kiếm lui kiếm tới hoài mà không thấy, nhất định, nhất định y không ở ngũ đài sơn vì tiểu bảo thấy mắt tên lạt ma này nhấp nháy nhấp nháy, miệng nói ấp a à, ấp úng thì bụng bảo giả tùy ta không hiểu thanh âm chó cắn mèo kêu của chúng nhưng coi điệu bộ cũng biết là chúng nói dối chúng quá vụng về thành ra nói dối cũng không biết đường gã liền quay lại bảo song nhi tên lạt ma này nói dối để gạt ta rồi song nhi đã hắn đã tồi bại như vậy thì không thể dung tha được thị lại vung chân đá vào huyệt thiên khê tên lạt ma này lạt ma la lối om sòm, cô nương, giết quách ta đi cho rồi. Sư huynh ta bảo nếu nói rõ những điều trong thơ thì, cả ba người trong chúng ta đều chết hết. Cô, cô giết ta lẹ đi, vì tiểu bảo nói, bỏ mặc chung nó, không thèm hỏi nữa. Chúng ta đi thôi, gã cùng song nhi nhảy lên xe. Tên Sa Phu thấy hai người nhỏ tuổi mà hạ được ba tên lạt ma làm cho chết đi sống lại thì khâm phục vô cùng vì tiểu bảo khẽ nói khi chúng ta đến tòa thị trấn ở phía trước thì cô nên cải trang và cất chuỗi minh châu này đi song nhi hỏi xin tuân lời tướng công nhưng tiểu ti cải dạng cách nào vì tiểu bảo mỉm cười đáp cô cải dạng nam trang quách xe đi chừng được hơn ba chục dặm đến một tòa thị trấn lớn vì tiểu bảo cho phu xe đi rồi vào điếm ngủ trọ gã lấy bạc đưa ra cho song nhi đi mua sắm quần áo để hóa trang sau một lúc Song Nhi trở về quán cơm đem theo quần áo mới. Thị mặc quần áo hóa trang là một tên tiểu thư đồng rất ngộ. Sau khi Song Nhi cải trang, đi đường không ai chú ý nữa. Tùy thị võ công cao thâm nhưng chẳng hiểu gì về nhân tình thế cố. Dọc đường thị nhất thiết nghe theo chú ý của vi tiểu bảo. Nhưng chính gã này cũng chưa từng trải mấy, ăn nói thì chỉ có ba phần đứng đắn, còn bảy phần là chuyện bài bậy. Một hôm tới địa giới tỉnh Giang Tây từ ngược phụ bình tỉnh trực lệ đi về phía tây trường thành lĩnh đến long toàn quan long toàn quan là cửa đông ngũ đài sơn nơi đây đường núi gập ghềnh non cao chót vót cực kỳ hiểm trở ngôi chùa đầu tiên ở ngũ đài sơn là chùa dũng toàn vì tiểu bảo hỏi thăm đường lên chùa thanh lương nguyên dãy núi ngũ đài rất rộng chùa thanh lương ở vào giữa hai ngọn nam đài và trung đài từ chùa dũng toàn vào đến chùa thanh lương lộ trình hãy còn xa lắm tối hôm ấy vì tiểu bảo và song nhi vào trọ ở lư gia trang cạnh chùa dũng toàn hai người ăn hết một bát thịt cừu bung vì tiểu bảo nghĩ tới lúc ban ngày hỏi thăm đường ở chùa dũng toàn thì nhà sư thấy gã nhỏ tuổi liền lộ vẻ khinh khi lạt lẽo không muốn tiếp chuyện nhà sư đã không cho biết đường lên thanh lương còn hỏi lại đường vào chùa thanh lương vừa xa vừa hiểm trở người tới đó làm chi gã nghĩ tới đây rồi tự nhủ ta tìm đến chùa thanh lương mà muốn gặp thuận trị hoàng đế cũng không phải chuyện dễ dàng vậy ta phải lo biện pháp trước mới được vì tiểu bảo vừa uống trà vừa lẩm bẩm có bạc làm chi mà chẳng được số đông nhà sư đều thích tiền gã thường nghe thầy đổ nói chuyện thủy hử lỗ trí thâm lên núi ngũ đài xuất gia đầu phật triệu viên ngoại bố thí rất nhiều tiền cho nhà chùa nên lỗ trí thâm náo loạn trốn thiền môn nào uống rượu nào ăn thịt chó mà lão hòa thượng cũng không nổi giận. Gã liền định bụng, phải rồi, ta giả vờ xin lập đàn tràng, vào chùa vung vãi tiền bạc rồi mượn cớ ở lì, chắc lão hòa thượng cũng chẳng đuổi ta đi. Nhưng sau khi hai người vào khu vực núi non rồi thì ngoài chùa chiền không còn một thị trấn lớn nào. Thậm chí có tấm ngân phiếu 500 lạng bạc cũng không đổi được. Hai người đành trở lại Long Toàn Quan, về huyện Phụ Bình đổi bạc. Đồng thời Vi Tiểu Bảo và Song Nhi mua quần áo mới rất diêm rúa để mặc. Bất giác gã tự nhủ, ta muốn mở đàn tràng mà chẳng hiểu gì giáo thì e rằng sẽ bị lộ tẩy. Vậy ta cần diễn tập trước một phen, gã liền vào một ngôi chùa trong nội thành huyện Phụ Bình. Gã đến dập đầu lại trước Phật Bồ Tát, bỗng thấy một nhà sư cầm quyển sổ cúng tiền đưa ra. Vi Tiểu Bảo hỏi, tại hạ muốn bố thí là bố thí, hà tất phải viết gì nữa? gã lấy ra hai đỉnh bạc năm chục lạng đưa cho nhà sư. Nhà sư giật mình kinh hãi nghĩ bụng vị tiểu thí chủ này thật là phúc hậu hiếm có ở đời. Nhà sư liền tạ ơn luôn miệng mời vào chai phòng khoản đãi cơm chay. Lúc vi tiểu bảo ăn cơm, phương trượng hòa thượng ngồi bên bồi tiếp nức nở tán dương tiểu đàn Việt lòng thành kính Phật. Tất được Đức Bồ Tát bảo hộ độ trì, ngày sau tên đề bảng hồ, độ tới trạng nguyên. Con cháu đầy đàn đầy đống, phúc lộc vô cùng. Vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng, nhà sư muốn nịnh bợ ta cách nào cũng được. Nhưng ta mù chữ mà bảo độ đến trạng nguyên thì thật chẳng khác gì chửi vào mặt mình. Gã liền đi vào chuyện, bạch lão hòa thượng, tiểu tử muốn mở một đàn tràng ở ngũ đài sơn mà chẳng hiểu gì về chuyện lập đàn, xin lão hòa thượng chỉ giáo cho. Phương trượng hòa thượng nghe nói đến chuyện mở đàn tràng liền đáp, này thí chủ, chùa triền khắp thiên hạ đều thờ phượng đức Bồ Tát nếu thí chủ muốn mở đàn tràng thì ngay tệ tự đây cũng làm được đến nơi đến chốn. Bần tăng sẽ vì thí chủ nhất thiết chuẩn bị mọi việc thật chu đáo. Thí chủ biết tất phải lên ngũ đài sơn cho vất vả. Vì tiểu bảo lắc đầu đã không được, tiểu tử đã có tâm nguyện mở đàn tràng tại ngũ đài sơn. Gã lấy ra năm chục lạng bạc nói tiếp tiểu tử tính thế này, lão hòa thượng muốn cho một người theo tiểu tử lên ngũ đài sơn để giúp việc năm chục lạng bạc này là để thù lao cho người đó lão hòa thượng mừng quá nói ngay cái đó dễ lắm cái đó dễ lắm nhà sư có người biểu đệ làm quản lý tài sản trong chùa nhất thiết mọi việc thu lợi cùng mua đồ vật đều do tay hắn làm hết hắn không phải là hòa thượng nhà sư già liền gọi biểu đệ tới ra mắt vi tiểu bảo hắn họ vu ở hàng thứ tám nên gọi là vu bát mang ngoại hiệu là thiếu nhất hoạch thiếu một nét nguyên chữ vu thêm vào một nét thì thành chữ vương vô bát thành ra vương bát tiếng trung hoa gọi những quân ba que sỏ lá đê hèn tồi bại là vương bát vô bát mới nói vài câu đã cùng vi tiểu bảo ý hợp tâm đồng. vi tiểu bảo từ nhỏ đã đánh bạn với bọn tiểu nhân quê mùa lâu nay mới gặp được vua bát ở huyện phụ bình khiến gã vui sướng khác nào hoàn cảnh tha hương ngộ cố chi vô bát theo vi tiểu bảo về quán trọ gã lấy bạc ra đưa cho hắn đi mua vật dụng vô bát thấy bạc trắng mần cười hếp mắt lại vô bác đi mua đủ đồ chính gã cũng mặc một bộ quần áo mới trở về nói vì tướng công vì tướng công là một đại tài trù mà tại hạ là kẻ tùy tùng cần phải mặc cho coi được có đúng thế không bộ quần áo này kiêm cả giày mũ bất quá hết có ba lạng rưỡi bạc vì tiểu bảo cho là hắn nói có lý liền bảo hắn đến tiệm mua cho gã và xong nhi mấy bộ quần áo sang trọng ba người súng xính lên đường tới long toàn quan theo sau là tám tên phu gánh đồ vật hành lễ cùng lương thực, theo đường lớn thẳng xuống phía nam. Đoàn người chuyển vào núi Ngũ Đài rồi chưa được vài dặm đã tới một ngôi chùa. Sau chùa Dũng Toàn đến chùa Đài Lộc, rồi qua chùa Thạch Phật, chùa Phổ Tế, chùa Cổ Phật, chùa kim Nổ Cương, chùa Bạch Vân, chùa Kim Đăng đến chùa Linh Cảnh. Đêm hôm ấy đoàn người ngủ trọ ở chùa Linh Cảnh, sáng sớm hôm sau ngược lên hướng Bắc mà tiến đến chùa Kim Các sau chùa cứng cắt rẽ về phía tây mấy dặm nữa là chùa thanh lương chùa thanh lương ở trên ngọn thanh lương ngôi chùa này so với những chùa đã gặp ở dọc đường cũng chẳng thấy gì là hùng vĩ cho lắm vì tiểu bảo coi bề ngoài có ý thất vọng bụng bảo giả đức hoàng đế xuất gia đầu phật nhất định phải lựa chọn chùa lớn nhất và đẹp nhất mà tu sao thuận trị hoàng đế lại tu ở ngôi chùa tâm thương này e rằng lão hải con rùa đôi mắt nói láo chứ không phải thuận trị hoàng đế làm hòa thượng ở đây. Vù bát tiến qua cửa sơn môn tìm chi khách tăng, nhà sư chuyên việc tiếp khách, nói cho hay vi đại quan nhân ở thành Bắc Kinh đến xin mở đàn tràng, ăn chay niệm Phật. Chi khách tăng thấy đoàn người ăn mặc ếch sự lại có tám gánh đồ đi theo liền mời khách vào sảnh đường dùng trà và ngồi chờ để đi báo với phương trường phương trưởng chùa này là trừng quang lão hòa thượng ra nhà đai sành cùng vi tiểu bảo tương kiến rồi hỏi, không hiểu thí chủ muốn mở đàn tràng về việc gì. Vi tiểu bảo ngó thấy trừng quang phương trượng người cao lêu nghêu gầy như cụ củi, cặp mắt nửa nhắm nửa mở, dường như chẳng tinh anh chút nào, gã lại càng ngấm ngầm thật vọng. Đã, đệ tử muốn thỉnh cầu đại hòa thượng lập đàn tràng cúng bảy đêm ngày để cầu siêu độ cho vong phú cùng mấy vị bằng hữu qua cố. Trừng Quang Đại Hòa Thượng lại hỏi, ở thành Bắc Kinh có nhiều chùa lớn mà ở ngũ Đài Sơn cũng lắm chùa chiền. Không hiểu tại sao thí chủ không mở đàn tràng ngay ở Bắc Kinh mà lại lặn lội đường xa lên tận ngũ Đài Sơn này. Vì tiểu bảo biết thế nào cũng bị hỏi câu này, nên đã bàn với vua bát từ trước. Gã đáp ngay, đêm rằm tháng trước ra mẫu nằm mơ thấy tiên phụ về báo mộng nói là hồi sinh tiền đã làm nên tội nghiệp thâm trọng, phải đến lập đàn niệm kinh 7 ngày 7 đêm mới tiêu tai giải nạn và tiên phụ mới khỏi bị giam cầm trong địa ngục chịu những hình phạt cực kỳ khổ não. Vì tiểu bảo chẳng biết phụ thân là ai mà cũng không hiểu y đã chết rồi hay còn sống, nên lúc gã nói câu này không nhịn được phải cười thầm. Hồi 78, lũ hung tàn náo động thiền môn, trừng quang phương trượng nói té ra là thuế, nhưng này tiểu tí chủ, tục ngữ thường nói, ngày nghĩ làm sao, đêm chiêm bao làm vậy chuyện mộng ảo mơ hồ chẳng nên tin là thực vì tiểu bảo đáp bạch đại hòa thượng tục ngữ lại có câu nếu mình nghi ngờ thì nên tin là có chứ đừng bảo là không lời tiên phụ báo mộng chưa chắc đã đúng sự thực nhưng bọn tiểu tử cứ lập đàn tràng cầu siêu độ vong hồn cũng là một việc công đức nếu quả tiên phụ nói đúng người ở dưới âm cung bị bao nhiêu quỷ đầu trâu mặt ngựa quỷ vô thường khinh khi hành hạ thì thì tiểu tử yên tâm thế nào được hơn nữa tiểu tử vâng lệnh ra mẫu nói là lão phương trưởng trên chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài cùng người vốn có duyên phận. Vậy việc thiết lập đàn tràng nhất định phải mở ở quý tư. Lúc gã nói câu này, trong bụng nghĩ thầm ta bảo lão có duyên phận với má má thì ra bảo lão đã đến chơi gái ở lệ xuân viện tại thành Dương Châu. Trừng quang phương trưởng, hư, một tiếng rồi nói, thí chủ có điều chưa hiểu, tệ tự thuộc về thiền tông, còn việc lập đàn giải oan là việc của tinh thủ tông nên bọn bẩn tăng không biết làng. Trên ngũ đài sơn này còn nhiều chùa như chùa Phổ Tế, chùa Đại Phật, chùa Diên Khánh vân vân đều thuộc về tinh thổ tông. Vậy thì chủ rời gót đến một trong những chùa đó mà xin thiết lập đàn tràng mới được. Vì tiểu bảo lúc còn ở huyện Phụ Bình thấy phương trưởng trong chùa muốn tranh lấy việc mở đàn tràng mà tại đây nhà sư lại chối đây đầy không chịu nhận bạc đưa ra cũng hai tay đùn lại thì bên trong hẳn có điều chi cổ quái gã khẩn cáo mấy lần đều bị trừng quang khước tư. Sau nhà sư đứng dậy nhìn chi khách tăng nói, người trỏ đường cho thí chủ đây qua chùa Kino Các, lão tăng xin miễn bồi. Vì tiểu bảo lòng dạ bồn chồn vội nói, phương trưởng đã nhất định không chịu thì những đồ tiểu tử đưa đến bảo tự như tăng y, tăng mạo cung phẩm vật và tiền bạc cũng xin chư vị đại hòa thượng vi tình mà thu nạp cho. Trừng Quang chắp tay đáp xin đa tạ, lão thấy vì tiểu bảo đưa đến tám gánh lễ vật mà coi rừng rưng. Vì tiểu bảo nói, già mẫu đã dặn mỗi phần lễ vật đều phải do tay tiểu tử trao từng vị đại hòa thượng trong bảo tự mới được phúc duyên. Cả đến những người làm bếp hay trồng rau cũng có phần. Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp tiểu tử đưa tới 800 phần lễ vật, nếu chưa đủ thì bọn tiểu tử đi lấy thêm. Trừng Quang vội đáp đủ rồi, đủ lắm rồi bản tự chỉ có hơn 400 người, vậy thí chủ lưu lại 450 phẩm vật là đủ rồi. Vì tiểu bảo hỏi, tiểu tử muôn xin phương trưởng triệu tập tăng chúng toàn tự để tiểu tử trao phần bố thí được chăng? Đây là điều tâm nguyện của gia mẫu, bất luận thế nào tiểu tử cũng xin làm cho đến nơi. Trường Quang Hòa Thượng ngẩng đầu lên, đột nhiên lão đảo cặp mắt nhanh như điện lướt trên người vi tiểu bào từ đầu xuống tới gót chân rồi đáp. được lắm, A-di-đà Phật lão tăng cũng theo lời cho thí chủ được như nguyện. Đoạn nhà sư quay vào nội đường, coi nhà sư già ốm nhất này chẳng khác một cành tre. Vì tiểu bảo nhìn bóng sau lưng lão, trong lòng xoay chuyển y nghĩ không biết làm thế nào. Gã liền bưng chung trà lên nhấp. Vô bát đứng đằng sau khẽ nói: vị lão hòa thượng kiểu này, vô mỗ chưa từng thấy qua. Thảo nào ngôi chùa thanh lương rộng lớn mà cả tượng Phật Bồ Tát cũng để đổ nát. Bỗng nghe trong chùa nổi lên hồi chuông chi khách tăng nói, xin mời đàn Việt vào đại điện bố thí. Vì tiểu bảo vào đại điện rồi thấy tăng chúng lục tục tiến vào. Gã trao từng phần thí vật cho từng người. Gã ngừng thần chú ý nhìn từng nhà sư một. Bụng bảo giả, ta chưa được gặp thuận trị hoàng đế bao giờ. Nhưng ngài là phụ hoàng của nhà vua thì tướng mạo chắc có chỗ giống tiểu hoàng đế. Ta chỉ cần thấy nhà sư nào hao hao như vậy là đúng. Gã phát xong hơn 400 phần thí vật đừng nói chẳng thấy một ai giống hệt tiểu hoàng đế mà hao hao một vài phần cũng không có vì tiểu bảo vô cùng thất vọng đột nhiên gã tự nhủ lão nhân ra trước đã làm hoàng đế địa vị tôn cao là biết chừng nào có lý đâu ngài lại đến lãnh phần bố thí này kế hoạch của ta thật là giờ quá gã liền hỏi chi khách tăng bao nhiêu tăng sĩ trong bảo tự đã đến đủ cả chưa chi khách tăng đáp đến đủ cả rồi đa tạ đàn việt đã có lòng thí xả vì tiểu bảo hỏi, cả mọi vị đều lãnh hết chứ. Tiểu tử e rằng còn có người không chịu đến lấy chi khách tăng đã. Đàn Việt khéo nói giỡn. Có lý nào thế được? Vì tiểu bảo nói, người xuất gia là không nói dối. Nếu hòa thượng gạt tại hạ thì ngày sau chết xuống âm cung sẽ bị giam vào ngục rút lưỡi. Chi khách tăng nghe nói không khỏi biến sắc. Vì tiểu bảo nói tiếp, nếu còn người chưa tới lãnh phần thì xin đại hòa thượng cho mời các vị đó ra cho chi khách tăng lắc đầu chỉ còn phương trượng đại sư là chưa lãnh thí vật bần tăng tưởng bất tất phải mời lão nhân ra nữa giữa lúc ấy một nhà sư lật đật chạy đến báo thưa sư huynh bên ngoài có mười mấy vị lạt ma đòi vào ra mắt phương trượng nhà sư kia hạ thấp giọng sung nói tiếp bọn họ đều mình đeo đầy binh khí lại khoa tay múa chân ra chiều bất thiện chi khách tăng cho mày hỏi trước nay những chùa xanh chùa vàng ở ngũ đài sơn theo hai hệ thống riêng biệt không bên nào phạm tới bên nào bọn họ đến đây làm chi ngươi vào bẩm phương trưởng để ta ra xem sao chi khách tăng lại nhìn vi tiểu bảo xin lỗi một câu rồi chạy ra ngoài vi tiểu bảo cười nói không chừng bọn lạt ma thối tha này lại đến kiếm bọn tiểu nhân gã ỷ có song nhi võ công cao cường nên chẳng coi mười mấy tên lạt ma vào đâu bỗng nghe ngoài cửa sơn môn có tiếng huyên náo một bọn người xông vào đại hùng bảo điện vì tiểu bảo nói mình phải ra coi vụ náo nhiệt này gã vừa tới đại điện đã thấy mười mấy tên lạt ma áo vàng bao vây chi khách tăng chúng nhao nhao cả lên mỗi người nói một câu phải sục tìm mới được có người trông thấy rõ ràng hắn chạy vào chùa thanh lương vụ này các vị có lỗi rồi sao lại giấu người của bọn ta muốn tử tế thì giao người trả ra bằng không hừ hừ vì tiểu bảo đứng một bên nghĩ thầm lão gia đứng đây bọn người có giỏi thì xông tới ngờ đâu bọn lạt ma không ngó gì đến gã. Bọn lạt ma đang lớn tiếng đức lác thì trừng quang phương trượng tiến ra, thủng thẳng hỏi, chuyện gì vậy? Chi khách tăng đáp, xin bạch phương trượng rõ. Nhà sư vừa nói đến hai chữ phương trượng, bọn lạt ma liền kéo cả đến bên trừng quang la lên, đại sư là phương trượng ư? Vậy thì hay lắm, mau giao người ra đi. Bằng không thì chỉ một mớ lừa là cả lão lẫn ngôi chùa đều bị cháy ra cho. Có lý nào thế được? Có lý nào thế được? chẳng lẽ đã làm hòa thượng còn không hiểu lý sự? Trừng quang đại sư hỏi, xin hỏi các vị sư huynh ở chùa nào? Các vị đến tệ tự có việc gì? Một tên lạt ma mặc áo vàng ngoài khoác áo cà sa màu hồng đáp, bọn ta ở Tây Tạng vâng lệnh Đức Phật sống xuống Trung Nguyên công cán. Không ngờ một tiểu lạt ma bị một tên ác tăng đánh đuổi rồi đem vào giấu trong chùa Thanh Lương. Phương trưởng hòa thượng, hòa thượng mau mau giao trả tiểu lạt ma, bằng không thì vụ này bên ta nhất định chẳng chịu bỏ qua. Trừng Quang Đại Sư nói, vụ này thật là kỳ dị. Bên bần tăng ở chùa xanh thuộc về phe thiền tông, vốn không dây dướng gì đến phe mật tông ở Tây Tạng. Quý tòa mất tiểu lạt ma sao không đến những ngôi chùa vàng các nơi mà hỏi. Tên lạt ma kia tức giận nói, có người đã nhìn thấy tiểu lạt ma vào trong chùa Thanh Lương nên bọn ta mới đến hỏi. Bằng không thì khi nào chúng ta ăn cơm no xong chẳng có việc gì làm rồi cứ chạy náo loạn cả lên hỏi quang. Hòa thượng biết điều thì giao tiểu lạt ma ra. Bọn ta vì nể đức phật mà không truy cứu nữa. Trừng Quang đại sư lắc đầu đáp: Nếu quả có tiểu lạt ma đến chùa Thanh Lương thì chẳng cần các vị đòi hỏi. Bần tăng cũng đổi ra chứ không dung nạp. Mấy tên lạt ma kia đồng thanh la ó. Thế thì phải để chúng ta sục tìm. Trừng Quang vẫn lắc đầu đáp: Cửa Phật là nơi thanh tịnh, khi nào để người ngoài vào sục xạo được? Tên lạt ma đứng đầu hỏi: Sao lại không để chúng ta sục tìm? kẻ nào có tật mới phải giật mình như vậy chứng tỏ tên tiểu lạt ma kia nhất định ở chùa thanh lương rồi Trừng quang đại sư vừa lắc đầu liền có hai tên lạt ma đồng thời vươn tay ra tung lấy cổ áo nhà sư lớn tiếng quát hỏi lão có để chúng ta sục tìm không một tên lạt ma khác hỏi đại hòa thượng trong chùa có dấu lương gia phụ nữ đâu mà sợ người ta biết hòa thượng cứ để bọn ta sục tìm thì có hay gì lúc này trong chùa thanh lương cũng có mười mấy nhà sư chạy ra nhưng đều bị bọn lạt ma ngăn cản không cho đến gần bên phương trường song nhi thấy cảnh trái mắt bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt thị khẽ hỏi vi tiểu bảo thưa tướng công có nên đánh đuổi chúng đi không vi tiểu bảo đáp hãy khoan để xem thế nào đã gã tự hỏi bọn lạt ma đã nói rõ ràng là không đến quê nhiễu một cách vô lý sao trong chùa này lại giấu tên lạt ma kia làm gì hay là chỗ dục ý của chúng cũng giống như mình là muốn gặp thuận trị hoàng đế. Bỗng thấy ánh bạch quang lấp loáng, hai tên lạt ma tay cầm đao nhọn nhằm đâm vào trước ngực và sau lưng trừng quang. Chúng quát lớn, lão không cho sục tìm thì giết lão trước. Trừng quang đại sư vẫn không lộ vẻ gì sợ sệt, chậm rãi hỏi, A-di-đà Phật, các vị đều là đệ tử nhà Phật sao lại động võ. Hai tên lạt ma đưa thêm mũi đao nhọn về phía trước quát đại hòa thượng nếu vậy chúng ta phải đắc tội với hòa thượng. Trường quang nghiêng mình đi một chút, thuận đà hất hai mũi đao nhọn đâm vào ngực đối phương. Hai tên lạt ma này võ công không phải hạng tầm thường. Tay trái chúng đều phóng trưởng ra phản kích đối phương. Hai trường đụng nhau đánh, binh, một tiếng. Hai tên lạt ma đều phải lùi mấy bước những tên lạt ma kia lớn tiếng la tâm khê hòa thượng lại trò vào văn sĩ chừng hơn ba chục tuổi mặc áo trường bào vải xanh giới thiệu vị này là một đại văn sĩ ở quan đông hiệu là hoàng phố các tiên sinh hoàng phố các chắp tay nói tại hạ đã từng được nghe danh trừng quang đại hòa thượng ở chùa thanh lương trên ngũ đài sơn võ thuật thông thần những môn bát nhã trưởng và giả diệp thủ nổi tiếng độc bộ võ lâm bữa nay tại hạ được tương kiến thật là tam sinh hữu hạnh Cả hai vị hòa thượng Trừng Quang và Tâm Khê đều sửng sốt. Một vị tự hỏi, sao hắn lại biết võ công của mình rành mạch như vậy? Một vị nghĩ thầm, nghe nói Bát Nhã trưởng và Gia Diệp thủ đều ở trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Chẳng lẽ lão hòa thượng trông như người chết giờ này lại có bản lãnh ghê gớm đến thế? Không chừng Hoàng phố tiên sinh muốn châm biếm lão. Trừng Quang chắp tay đáp bần tăng tuổi tác già nua mất rồi thừa nhỏ có học được chút công phu non nớt thì nay cũng quên hết sạch. Hoàng Phố cư sĩ là tay Văn võ kiêm Toàn, thật là đáng mừng, vì Tiểu Bảo đứng nghe mấy người nói toàn điều khách sáo, nhã nhận thì nghĩ bụng, chắc không xảy ra chuyện đánh nhau nữa. Bà Nhan nói Đại hòa thượng, bản tòa từ tiểu tử ra đi, có đem theo tên Tiểu Đồ Nhi, tên gọi âm chú. Nghe nói các vị hòa thượng trong chùa này bắt giữ gã vậy đại sư nên nề mặt đức Phật sống mà tha ra thì ai cũng cảm ơn. Trừng quang đại sư mỉm cười hỏi, mấy vị sư huynh đầy đến tệ tự huyên náo, bẩn tăng không muốn tranh hơi với họ. Đại sư đã là người thông tình đạt lý, sao còn tin lời nói quanh. Từ ngày có chùa Thanh Lương đến nay, e rằng đây là lần đầu có các vị lạt ma quang giáng Câu nói tệ tự thu lưu đệ tử của quý tòa từ đâu mà ra? Ba nhàn đảo cặp mắt sùng sục đáp, chẳng lẽ người ta nói oan cho đại tự, phải chăng đại sư không muốn, không muốn uống rượu phạt, đòi uống rượu mời. Lão là người tiểu tử nói tiếng Hán không được lưu loát. Câu tục ngữ, không uống rượu mời đòi uống rượu phạt, lão nói ngược lại. Tâm khê cười nói, xin hai vị đừng làm tổn thương hòa khí. Theo ý kiến của lão tăng thì chú tiểu Lạt Ma có dấu ở chùa Thanh Lương hay không còn là khẩu thuyết vô bằng, có mắt thấy mới là sự thực bây giờ hoàng phú cư sĩ cùng bần tăng đứng ra làm chứng. Các vị đi vãn cảnh khắp chỗ trong chùa Thanh Lương một chuyến. Hễ thấy Phật thì quỳ lại gặp sư thì gật đầu, nếu giáp mặt hết thầy mọi người và khắp nơi trong chùa không thấy âm chú tiểu lạt ma thì coi như là không có chuyện gì hết, được chăng? Bọn người mới đến nói lùi nói tới chẳng qua chỉ muốn sục tìm trong chùa Thanh Lương trừng quang đại sư ngấm ngầm tức giận đáp mấy vị lạt ma đại gia từ tiểu tử tới đây không hiểu quy của người hán chúng ta cũng chẳng có chi đáng trách nhưng tâm khê đại sư đức cao vọng trọng sao cũng thốt ra những lời phi lý như vậy tên tiểu lạt ma đó nếu quả có đến ngũ đài sơn rồi mất tích thì ngôi chùa đáng điều tra trước tiên là chùa phật quang rồi sau mới đến các chùa khác tâm khê cười ha hả nói sau khi coi xong chùa thanh lương mà chưa tìm thấy người nếu các vị lạt ma muốn đến khám xét chùa phật quang thì bần tăng cũng hoan nghênh vô cùng bà Nhan nói vì có người trông thấy rõ ràng gã tiểu tử âm chú đã bị đem vào giấu trong chùa thanh lương bản tòa lới đến cha hỏi nếu không thì chẳng dám chẳng dám muội mạo như vậy hai chữ mạo muội gã nói không thạo đảo ngược thành muội mạo trừng quang hỏi không hiểu ai đã trông thấy bà Nhan trỏ vào hoàng phổ các đáp chính hoàng phổ tiên sinh đây y là một nhân vật có danh vọng quyết không lừa dối. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, hiển nhiên bọn này cùng phe với nhau, dĩ nhiên chẳng làm chứng cho nhau. Gã không nhịn được hỏi, tên tiểu lạt ma đó năm nay bao nhiêu tuổi, bọn ba nhan, tâm khê, hoàng phú các từ lúc vào tới giờ không lý gì đến hai đứa nhỏ đứng một bên, chợt nghe vi tiểu bảo cất tiếng hỏi họ mới quay đầu sang nhìn gã, thấy gã ăn mặc thật sang trọng. Trên mũ con nạm những viên ngọc rất đẹp vạt áo đính những hạt minh châu lấp loáng đúng là một vị công tử con nhà giàu thừa tiền của đứng bên là một tên tiểu đồng y phục cũng bằng ấm đoạn tam khê cười nói vị tiểu lạt ma kia cũng xít xoát tuổi của công tử vị tiểu bảo quay lại nói thế thì phải rồi vừa rồi bọn tại hạ rõ ràng đã trông thấy vị tiểu lạt ma đó y chạy vào trong một ngôi chùa lớn phía trước ngôi chùa này có treo biển khắc chữ phải rồi đúng là ba chữ Phật Quang tự, vị tiểu lạt ma đó tiến vào chùa Phật Quang, gã nói câu này khiến cho bọn ba nhan lập tức biến sắc. Nhưng Trừng Quang Đại Sư lại ngấm ngầm khoan khoái, ba nhan tức giận nói, người nói ba lăng nhăng, bốn lăng nhăng gì thế? Lão tưởng thêm lên làm, bốn lăng nhăng, để tỏ ra câu nói của vị tiểu bảo càng thêm hoang đường, láo khoét. Vì tiểu bảo cười đáp không phải nói bốn lăng nhăng, mà nói mười lăng nhăng, mười một lăng nhăng, mười hai lăng nhăng bà nhàn tức quá không nén nổi cơn giận, vươn tay ra chụp vào trước ngực vi tiểu bảo. Trừng quang khẽ giơ tay mặt lên, luồng kình phong ở tay áo phất vào khuỷu tay ba nhan. Bà nhàn vươn tay trái ra, năm ngón tay lão như móng chân gà chụp xuống tay áo trừng quang đại sư. Trừng quang rụt tay về tay áo phất ngược lại thành ra đối phương chụp không trúng. Bà nhan la lên, lão hoa tàng tiểu lạt ma dưới tòa Phật sống của bọn ta, còn muốn động thủ giết người chăng? Loạt rồi, loạt rồi, hoàng phố các cất tiếng rõng rạc các vị có việc gì thì nói chuyện từ tê, không nên động võ. Hắn vừa nói dứt lời thì ngoài chùa đột nhiên có đông người đồng thanh hô, hoàng phố tiên sinh ra lệnh, các vị có việc gì thì nói chuyện tử tế không nên động võ. Thanh âm rất vang vội, số người hô câu này tưởng chừng đến mấy trăm tên. Té ra họ đã ngấm ngầm bao vây chùa thanh lương, bọn người này đã được huấn luyện, hoàng phố các tuyên bố vừa dứt câu, Chúng liền đồng thanh hô theo đề ra uy chấn áp. Trừng Quang Phương trưởng tuy dày công phu hàm dưỡng mà nghe tiếng hò hét một cách đột ngột cũng không chấn động tinh thần. Hoàng phố các cười khà khà nói: "Trừng Quang Phương trưởng, Phương trưởng là một cao nhân tiền bối trong võ lâm, Phương trưởng ở đây tu dưỡng kín đáo quần hùng đều ngưỡng mộ. Bà nhàn đại Lạt Ma đã muốn dòm ngó trong chùa này, Phương trưởng nên nhường cho lão nhân ra khám xét." đại hòa thượng hành vi chính đính như gió trăng trong sáng vậy chùa thanh lương không có việc gì đáng hổ thẹn hà tất các vị phải làm tổn thương hòa khí võ lâm hắn nói mấy câu này bề ngoài hời hợt nhẹ nhàng mà thực ra có ý uy hiếp đối phương và tỏ rõ thái độ nếu không đề sục tìm tất không tránh khỏi chuyện động võ trừng quang trong lòng ngấm ngầm hồi hộp võ công đại sư tuy rất cao thâm nhưng lão nhân ra ở chùa thanh lương tỏa thiền thuyết pháp chứ không truyền thụ võ công nên hơn 400 nhà sư trong chùa chẳng có mấy người biết võ. Vừa rồi đại sư trao đổi một chiêu với bà Nhan, đã phát giác ra tay trái hắn thi triển, kê chảo công, cực kỳ lợi hại. Đại sư lại nghe Hoàng Phố các nói câu vừa rồi, biết là nội lực hắn rất thâm hậu nên thanh âm mới vang dội như vậy, chứ hắn không phải hạng tầm thường. Chưa kể đến hàng trăm trợ thủ bên ngoài, chỉ hai tay cao thủ trước mắt, đại sư cũng khó lòng chống nổi. Hồi 79 chùa Thanh Lương gặp hồi đại nạn. Hoàng phổ các thấy trừng quang đai sư trầm ngâm không lên tiếng liền cười nói. Dù trong chùa Thanh Lương có mấy vị nương tử xinh đẹp thì để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan, Âu cũng là một phen được hưởng nhãn phúc rất sâu xa. Hắn nói hai câu này thật là khinh bạc, không còn nể mặt Trừng Quang Đại Sư chút nào nữa. Trừng Quang thấy ba nhan phóng ra những thủ thức đúng là công phu đích phái mật tông ở tiểu tử. Còn Hoàng Phủ các lai lịch thế nào thì không sao đoán được. Lão tự hỏi, hắn đã biết rõ mình đích phái thiếu lâm và còn nói rõ cả những môn võ sở trường của mình mà sao hắn tuyệt không có chút gì úy kỳ đối với bản phái. Hắn ịp vào đâu mà không kiêng nể ai, nhà sư trong lòng xoay truyền ý nghĩ nên bọn tâm khê, ba nhan nói cười chốt nhà thế nào cũng mặc, chẳng để lọt vào tai. Tâm khê cười nói, phương trượng sư huynh, đã vậy thì sư huynh nên để lạt ma đi coi mọi chỗ cho xong quách. Lão nói rồi trúng miệng đưa môi ra hiệu ba nhan đại sư liền cất bước đi vào hậu viện. Trừng quang nghĩ bụng, bọn chúng đã chuẩn bị rồi mới đến đây thì dù ta có ngăn cản được ba nhan và hoàng phù các, nhưng quyết không thể nào ngăn cản nổi số đông thủ hạ của chúng đã đưa đến. Nếu xảy ra cuộc hỗn chiến thì chùa Thanh Lương gặp phải kiếp nạn trọng đại. Trừng quang tâm sự dối bời, bất giác buông tiếng thở dài rồi dương mắt lên nhìn bọn ba nhan tiến vào nội viện. Nhà sư đành đi theo sau bọn chúng, ba nhan, thâm khê, hoàng phù các ba người hạ thấp giọng thương nghị với nhau. Mấy chục tên thủ hạ của chúng đã xông vào những gian điện đường, tăng phòng sục tìm. Quần tăng chùa Thanh Lương thấy phương trưởng chưa ra lệnh, ai cũng chỉ dương cặp mắt tức giận lên mà nhìn, không dám ngăn cản. Vì tiểu bảo cùng song nhi theo sau trừng quang phương trượng nhìn thấy tay áo tăng bảo của nhà sư rung động không ngớt thì biết là lão căm giận đến cực điểm chỉ vì ít người địch lại số đông, khó bề kháng cự phải nhịn nhục bỗng nghe trong căn phòng phía tây có người lớn tiếng hỏi, có phải hắn đây không? Hoàng phủ các rào bước chạy tới, hai hán tử đã kéo một nhà sư trung niên đưa ra. Nhà sư này lối chừng bốn chục tuổi tướng mạo thanh tú cất tiếng hỏi, các vị bắt bần tăng làm chi? Hoàng phủ các lắc đầu ra hiệu không phải. Hai tên hán tử liền cười nói, xin lỗi, rồi thả nhà sư ra. Vì tiểu bảo liền hiểu ngay là những người đến đây là để kiếm thuận trị hoàng đế, không còn nghi ngờ gì nữa. Trừng quang cười lạt hỏi móc vị hòa thượng này ở bản tự phải chăng là tiểu lạt ma dưới tòa Phật sống. Hoàng phủ các không trả lời thì lại thấy thủ hạ lôi ra một nhà sư đứng tuổi khác, hắn nhìn kỹ tướng mạo nhà sư này rồi lại lắc đầu. Vì tiểu bảo tự nhủ té ra hắn nhận được thuận trị hoàng đế, rồi bụng bảo giả bọn chúng sục tìm như vậy tất lôi được thuận trị hoàng đế ra. Ngài là phụ thân của tiểu hoàng đế, ta phải nghĩ cách bảo vệ cho ngài nhưng bên đối phương đông quá làm cách nào để bảo vệ. Gã chưa nghĩ ra được biện pháp, mấy chục người sụp tìm đến trước một tòa tiểu tăng viện ở mé đông bắc. Cửa viện đóng chặt, bọn chúng liền la gọi, mở cửa mau, mở cửa mau, Trừng Quang nói, phòng này là nơi tọa quan của một vị cao tăng ở bản tự đã 7 năm nay. Các vị không nên phá hoại cuộc thanh tu của lão nhân gia. Tâm Khê cười hỏi, đây là người ngoài lọt vào, chứ không phải vị hòa thượng tọa quan không chịu đựng nổi mà tự mở ra thì có sao? Một tên lạt ma thân hình to lớn quát lên, sao lại không mở cửa, chắc hắn ở trong này, rồi gã vung chân đá vào cửa viện, bóng người thấp thoáng, trường quang đã lạng đứng chắn trước mặt gã tên lạt ma kia thu thế về không kịp, chiếc giò đá ra trúng vào bụng dưới trường quang đánh, cắc, một tiếng. Sườn đùi gã bị gãy rồi, người gã ngã ngửa về phía sau bà nhan thét lên những tiếng quái gở tay trái đưa lên tay mặt chúi xuống đều thành thế móng chân gà nhằm trừng quang chụp tới trừng quang đứng ở cửa phóng trưởng hất ba nhan ra hoàng phủ các la lên bát nhã trưởng tuyệt hảo hắn trỏ tay trái một cái một giây phong điểm tới trước mặt trừng quang trừng quang né sang bên tả tránh khỏi bỗng nghe đánh kịch một tiếng luồng chỉ phong đụng vào cửa gỗ trừng quang kinh hãi la lên chỉ lực cực kỳ lợi hại rồi thi triển bát nhã trưởng, ngưng thần tiếp chiến. Lão đã quyết định chủ ý không đả thương người, chỉ từ thủ khuôn cửa gỗ này được lúc nào hay lúc ấy. Sau cùng, cái mạng già có chết ở đây cũng không thẹn với đời. Ba nhan và hoàng phổ các chia ra đánh vào hai bên. Trường quang sử chiêu rất thong thả phóng từng trường một đánh ra coi hời hợt như không có lực lượng gì mà trường phong rít lên cực kỳ lợi hại. Mấy chục tên thủ hạ của ba nhan đứng ngoài quát tháo gieo hò để trợ oai bà Nhan tấn công mấy lần đều bị trường lực của trừng quang hất lùi lại. Bà Nhan trong lòng nóng nảy, nổi máu hung đồ, tấn công cực kỳ giáo diết. Đột nhiên hắn rên lên một tiếng giơ tay trái lên, mấy chục sợi dâu bạc bay phất phơ. Đó là hắn đã chụp trúng trỏm dâu của trừng quang rồi buông ra. Nhưng bên vai phải hắn cũng bị trúng trường, ban đầu chưa thấy gì, sau cánh tay mặt mỗi lúc một trầm trọng rồi không dơ cao lên được hắn chỉ dùng tay trái tiếp tục phóng chiêu cực kỳ lợi hại bà nhàn bỗng gầm lên một tiếng lướt người sang một bên bốn tên lạt ma tay cầm cương đao xông vào tấn công trừng quang trừng quang đá hai tên lộn đi tay trái phóng trưởng đánh vào trước ngực tên lạt ma thứ ba tên này ối lên một tiếng rồi nhảy vọt đi tránh đòn giữa lúc ấy tên lạt ma thứ tư phóng cương đao chém tới trừng quang phất tay áo quấn lấy tay gã lúc này tay mặt Ba Nhan đã đỡ Tê Chồn, hắn vung song trường một trên một dưới đánh tới. Trừng Quang né tránh sang bên phải, bỗng một luồng kình phong xô tới, nhà sư la thầm, phen này thì nguy mất. Đồng thời phóng trường đánh ra, nhưng cảm thấy má bên phải đau nhói không chịu được. Nhà sư đã bị trúng chỉ của Hoàng Phủ các đâm vào, phát trường của nhà sư cũng đánh trúng tay đối phương nhưng chưa làm cho gãy xương. Song Nhi thấy trừng Quang mặt đầy máu tươi khẽ hỏi có nên viện trợ phương trượng không vì tiểu bảo đáp hãy chờ một chút xem sao đã bản ý gõ là gót tìm cho thấy mặt thuận trị hoàng đế nếu để song nhi ra tay đánh bọn hung đồ thì khó lòng tìm ra được lão hoàng đế quần tăng chùa thanh lương thấy phương trượng bị nguy hiểm tới tấp cầm côn bồng đinh ba chạy ra chợ chín nhưng sư sái ở đây không hiểu võ công ai xông vào liền bị đối phương đánh tét đầu chảy máu Trừng quang vội la lên, các người hãy lui ra không được động thủ. Bà nhàn cũng tức giận gầm thét, các người cứ phóng tay chém giết chúng đi. Hắn vừa quát thét, bọn lạt ma liền hạ thủ chẳng nề nang gì nữa. Chỉ trong khoảnh khắc bốn nhà sư chùa Thanh Lương đã bị chém chết, đầu một nơi mình một nèo. Trừng quang thấy vậy không khỏi đau lòng. Lão vừa phân tâm một chút lại chúng một chỉ nữa của hoàng phủ các đâm vào mé bên phải trước ngực. Máu tươi theo lỗ thủng vọt ra ngoài. Hoàng Phủ Các đắc chí cười hỏi, bát nhã trưởng của phái thiếu lâm bất quá có vậy mà thôi. Sao Đại Hòa Thượng còn chưa chịu đầu hàng? Trừng Quang Đại Sư đáp, A-di-đà Phật, tội nghiệt của thí chủ không nhỏ đâu. Đột nhiên hai tên lạt ma múa đao lăn xả vào chém hai chân nhà sư. Trừng Quang vung chân đá ra, nhưng vết thương trước ngực nổi cơn đau điếm người. Mặt lão tối sầm, đòn cước mới đá ra nửa vời đã phải dừng lại trong lúc mê man lão vung tay trái quét bừa hai cây trúng vào đầu hai tên lạt ma. Lập tức chúng chết giấc, bà nhàn cất tiếng thoá mạ, thằng chọc chết đâm kia. Hắn phóng hai tay một nhát, mười ngón tay đâm vào đùi bên trái trừng quang. Trừng quang không chống nổi nữa, ngã lăn ra. Bà nhàn cười hô hô phóng chân đá vào cánh cửa gỗ đánh, rắc, một tiếng. Cánh cửa bật tung vào trong, bà nhàn thích chí reo lên, hay lắm, ra mau đi để mọi người coi mặt xem thế nào. Trong căn phòng tối om yên lặng không một tiếng động, Hoàng Phủ Các đã phóng chỉ liên tiếp phong tỏa huyệt đảo Trừng Quang. Tăng chúng chùa Thanh Lương thấy địch nhân hành hung giết người đều đứng đằng xa la làng chứ không dám tiến gần vào. Bà nhan lại hô lớn, bắt người lôi ra đây cho ta. Hai tên lạt ma, giả, một tiếng sồng sộc tiến vào phòng. Đột nhiên ánh vàng lấp loáng, một cây hoàng kim trừ từ trong phóng ra, binh binh, hai tiếng. Hoàng Kim Trừ đánh trúng đầu hai tên lạt ma. Cây Hoàng Kim Trừ phóng ra rút vào hai lần là hai tên lạt ma đầu óc vỡ tan chết ngay giữa cửa, không kịp kêu rú một tiếng. Biến diễn này ngoài ra sự tiên liệu của mọi người. Họ thấy cây Hoàng Kim Trừ phóng ra thu về không lấy gì làm mau lẹ cho lắm mà hai tên lạt ma không sao tránh được. Bà nhàn lớn tiếng thóa mạ, ba tên lạt ma khác lại xông vào, lần này chúng đã đề phòng trước, mua tít cương đao bảo vệ trên đồng. Tên Lạt Ma thứ nhất bước chân qua cửa, cây hoàng kim trừ từ trên đầu đập xuống, chúng cương đao. Cả đao lẫn trừ đồng thời giáng vào đầu Lạt Ma. Tên Lạt Ma thứ hai vận toàn lực hơ đao lên, nhưng lúc cây hoàng kim trừ giáng xuống bằng sức nặng ngàn cân, cương đao đối với hoàng kim trừ chẳng thấm thía gì, chát một tiếng, đầu tên Lạt Ma này lại vỡ nát. Tên Lạt Ma thứ ba hết hồn sắc mặt tái mét đánh rớt cương đao vội chạy lùi lại ba nhan chỉ mắc miệng ra mà thoá mạ chứ không dám tự mình xông vào. Hoàng phủ các hô lên nóc nhà đi, trổ mái ra đánh xuống. Bốn hán tử liền nhảy lên nóc nhà khoét lỗ thủng quang gạch ngói xuống. Hoàng phủ các lại hô hãy lấy cát đá liệm vào nhà. Bọn hán tử thủ hạ của hắn liền theo lời lượm cát đá dưới đất liệm qua cửa như mưa rào vào tăng phòng. Diễn biến này khiến cho người trong phòng dù bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không có cách nào yên thân được. Cát đá ở ngoài liệm vào tuy bị người kia vung hoàng kim trừ hất ngược trở ra phần lớn, nhưng gạch ngói từ trên nóc nhà quẳng xuống tới tấp không thể đỡ gạt cho xiết được. Bỗng nghe một tiếng, rầm rùng rợn như tiếng trâu mộng giống lên. Một vị đại hòa thượng to béo, tay trái dắt một nhà sư, tay mặt huy động cây kim trừ, rào bước chạy ra vị mãng hòa thượng này cao hơn người thường ít ra là nửa cái đầu. Cây kim trừ múa tít lóe ra ánh vàng lấp loáng, mãng hòa thượng oai phong lẫm liệt, chẳng khác một vị thiên thần, lớn tiếng quát hỏi, các người không muốn sống nữa chăng? Vì tiểu bảo đoán chắc nhà sư mà mãng hòa thượng dắt tay kia là thuận trị hoàng đế. Mãng hòa thượng vừa ra khỏi tăng phòng, mọi người chú ý nhìn lão thì thấy sắc mặt đỏ tía, dâu đâm tua tua. Áo toàn bào rách tứ tung, mọi người nhìn qua những lỗ tùng thấy bắp thịt mãng hòa thượng nổi lên cuồn cuộn, mãng hòa thượng lưng rộng vai u, chân tay to lớn. bọn hoàng phủ các, bà nhan thấy uy thế mãng hòa thượng ghê gớm, không tự chủ được lùi lại mấy bước. bà nhan hét lên, thằng chọc kia chỉ có một mình thì việc gì mà sợ? chúng ta xông cả vào đi. hoàng phủ các hô, chúng ta phải coi chừng, đừng làm thương tổn đến nhà sư bên cạnh mãng hòa thượng. Mọi người nghe hoàng phủ các hô mới quay lại nhìn nhà sư kia. Nhà sư đó vào chạc 40 tuổi, người cao mà gầy, phong tư tuấn nhã, sắc mặt trắng xanh. Cặp mắt vẫn nhìn xuống không để ý gì đến tình trạng xung quanh. Vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp, chống ngực đập loạn lên, gã nghĩ thầm nhà sư đó chắc là gia gia của tiểu hoàng đế. Nhưng tướng mạo lão gia lại không giống hệt ông vua con, lão gia so với tiểu hoàng đế còn dễ coi hơn nhiều giữa lúc ấy mười mấy tên lạt ma xông vào tấn công mãng hòa thượng. Mãng hòa thượng huy động hoàng kim trừ, những tiếng chát chát vang lên không ngớt, mỗi một tiếng chát là một địch nhân trúng trừ té nhào, bể sọ ra mà chết. Hoàng phủ các thỏ tay trái vào sau lưng rút ra một cây nguyễn tiên. Ba nhan sử dụng đôi thiết trùy cán ngắn, hai người chia hai bên giáp công mãng hòa thượng, hoàng phủ các dung cây nguyễn tiên một cái đầu cây tiên quét ngang đánh vèo một tiếng lướt vào cổ mãng hòa thượng. Mãng hòa thượng quát tháo om sòm, vùng chử đánh tới ba nhan. Bà nhan vung xong chùy lên gạt, chử, trù, chùy đụng nhau bật lên một tiếng, choang, rùng rợn. Cánh tay ba nhan bị tê trồn để rớt xong chùy mãng hòa thượng cũng bị Nguyễn Tiên đánh trúng đầu vai. Bây giờ mọi người đã nhận thấy mãng hòa thượng tỷ lực ghê gớm nhưng võ công lại tầm thường lúc này một tên lạt ma sấn gần vào bên mãng hòa thượng chụp lấy cánh tay trái nhà sư đứng tuổi vì tiểu bảo nói nhỏ vào tai song nhi phải dáng bảo vệ nhà sư này song nhi khẽ đáp xin tuân lệnh bóng người thấp thoáng song nhi vươn tay đâm vào sau lưng tên lạt ma gã liền té nhào song nhi quay mình điểm giữ một chiêu vào hoàng phủ các hoàng phủ các làng tránh sang mé hữu song nhi liền xoay tay điểm chúng vào trước ngực ba nhan Ba Nhan mở miệng thóa mạ, "Con mẹ!" Hắn vừa thốt ra một tiếng đã ngã ngửa người xuống đất. Song Nhi thân hình bé nhỏ, thân pháp linh hoạt phi thường, vừa chuyển sang mé tả đã lướt tới mé hiểu. Ngón tay nhỏ nhắn của thị phóng tới đâu người ta ngã ra tới đó. Chỉ trong chớp mắt mấy chục tên thủ hạ của Ba Nhan cùng hoàng phù các đưa tới đã nằm la liệt dưới đất. Tâm khê miệng lắp bắp, "Ô hay, tiểu, tiểu thí chủ." Song Nhi mỉ nồ cười hô theo, "Ô hay!" lão hòa thượng, thị phóng chỉ điểm chúng vào sau lưng tâm khê hòa thượng. Hoàng phủ các cực kỳ kinh hãi huy động cây Nguyễn Tiên để bảo vệ quanh mình. Cây Nguyễn Tiên rít lên vù vù, trong vòng tròn chừng một triệu bóng tiên dày khít thành một bức màn, cơ hồ nước cũng không chảy qua được. Song Nhi vẫn hai bàn tay không xoay chuyển ngoài vòng tiên như ma quỷ hiện hình. Trừng quang phương trượng ngồi dưới đất, trong lòng rất đỗi kinh nghi nghĩ thầm, võ công cùng gia số của Hoàng Phủ các ta vẫn không nhận ra được còn vị tiểu thí chủ kia lại càng ghê gớm, đột nhiên y ra tay giải vây cho bên mình, không hiểu y là đệ tử môn phái nào, hoàng phủ các sử dụng cây nguyễn tiên mỗi lúc một mau lẹ hơn. Cây tiên đánh lướt bên mình song nhi chỉ cách một vài tấc mà đều bị thị tránh khỏi. Hoàng phủ các la lên, thằng lòi này giỏi thật, hắn vận kình ra cây nguyễn tiên thành cứng như trường thương nhằm đâm vào ngực song nhi. Công phu biến tiên thành thương tỏ ra nội cây êm ết của hắn cực kỳ hùng hậu ít kẻ bị kịp hoàng phủ các lại quát lên một tiếng này ngọn tiên sắp chấm vào ngực song nhi thị liền trượt chân một cái lướt về phía trước phóng ngón tay điểm vào bụng dưới đối phương hoàng phủ các biến chiêu cực kỳ thần tốc hắn dựng đứng bàn tay trái lên để tóm lấy chiêu chỉ của song nhi điểm tới cây nguyễn tiên tựa hồ một con vật sống động nó quay đầu lại nhằm điểm vào sau lưng song nhi người thị xoay tròn đi một vòng toàn thân bị cây nguyễn tiên đẩy lên không nhưng tay trái thị đã chụp được đầu roi. Hoàng phủ các quật mạnh một cái tưởng đập song nhi vào tường. Song nhi người còn lơ lửng trên không, chân trái khẽ đá ra chúng vào huyệt thái dương hoàng phủ các. Hắn rú lên một tiếng rồi người từ từ ngã xuống, chân phải song nhi vừa chấm đất, thị đoạt lấy cây nguyễn tiên. Vì tiểu bảo lớn tiếng hoan hô, hảo công phu, hảo công phu, gã rút đao trùy thủ ra chỉ vào mắt bên trái hắn, quát lớn, người hạ lệnh cho bọn thủ hạ không được tiến lại. Hoàng phủ các không nhúc nhích được, trên mặt lại cảm thấy lưỡi đao chùy tù lạnh toát, trong lòng cực kỳ kinh hãi hết sức la lên, hết thầy mọi người hãy nghe đây, không ai được tiến lại. Huyệt đạo hắn còn bị phong tỏa, khi huyết lưu thông khó khăn, nên tiếng hô chỉ hời hợt ngoài miệng chứ không có chút sức mạnh. Mãng hòa thượng dương cặp mắt tròn xoe chăm chú nhìn song nhi một lúc rồi cất tiếng khen, hảo tiểu tử lão nâng nhà sư đứng tuổi dậy đưa vào tăng phòng vì tiểu bảo tiến lên một bước muốn nói với nhà sư đứng tuổi mấy câu nhưng không kịp nữa song nhi chạy đến bên trừng quang đại sư giải huyệt đảo cho lão rồi cười nói bọn hung đồ đốn mạt làm điều bá đảo dám mạo phạm đến phương chưa tiểu nhân rất lấy làm áy náy trừng quang đứng lên chắp tay đáp tiểu thí chủ mình mang tuyệt kỹ giải cứu đại nạn cho bàn tư lão tăng tuổi già mắt kém không nhận biết cao nhân nên đã phạm điều thất kính. Mong rằng thí chủ miễn trách cho. Song Nhi nói, tiểu nhân không dám, phương trượng đối đãi với công tử của tiểu nhân thật khách sáo quá. Trừng Quang nhìn Vi Tiểu Bảo hỏi, Vi công tử, công tử tính giải quyết vụ này thế nào cho ổn? Tiểu thí chủ đây tuy đã điểm ngã mấy chục người, nhưng ngoài chùa còn mấy trăm tên. Vụ này chưa yên được. Vi Tiểu Bảo mỉm cười hỏi lại, yêu cầu ba vị thí chủ đây ra lệnh giải tán bọn họ được chăng? Hoàng Phủ Các rất lanh trí, hắn biết vì tiểu bảo muốn bức bách mình tự động giải tán bọn thủ hạ, nên không chờ gã lên tiếng đã hô lớn, các ngươi hãy xuống dưới chân núi chờ ta. Mấy trăm tên thủ hạ ở ngoài chùa Đồng Thanh đáp, xin tuân lệnh, tiếng bước chân lạo xạo vang lên một lúc rồi yên tĩnh. Trường Quang đã hơi yên tâm toan vươn tay giải huyệt cho tâm khê. Vì tiểu bảo vội nói, phương trưởng hãy khoan, tại hạ có điều muốn thương lượng với phương trưởng. Trường quang đáp, xin vâng, nhưng mấy vị hòa thượng đây bị điểm huyệt đã lâu chân tay tê trồn. Bần tăng giải huyệt cho họ, vì tiểu bảo cười ngắt lời, nhanh chậm cũng không làm gì trong mấy khắc. Chúng ta hãy vào sảnh đường bên kia nói chuyện một chút rồi sẽ tính cũng chưa muộn. Trường quang gật đầu đồng ý, võ công lão cao thâm, nhưng tính tình nhu nhược, làm việc không quyết đoán. Lão nhìn tâm khê hòa thượng nói, sư huynh bất tất phải nóng này, lát nữa tiểu đệ sẽ quay lại giải huyệt đảo cho. Lão nói rồi dẫn vi tiểu bào vào trong Phật điện mé Tây. Vi tiểu bào hỏi, Bạch Phương trưởng, phải chăng bọn người này đến đây để từng tiểu lạt ma? Trừng quang há miệng, líu lưỡi không biết đáp thế nào. Lão biết rõ bọn chúng đến đây với dụng ý gì nhưng khó bề thổ lộ. Vì tiểu bào ghé miệng vào tai lão khe nói, tại hạ biết chúng vì vị hoàng đế hòa thượng đó mà đến. Trừng Quang giật nảy mình từ từ gật đầu đáp, té ra thí chủ đã biết rồi. Vì tiểu bảo khẽ nói, tại hạ đến bảo tự lập đàn tràng giải oan là chuyện giả, thực tình là để bảo vệ cho hoàng đế hòa thượng đảng bình yên vô sự. Trừng Quang nói, té ra là thế, bẩn tăng cũng có ý nghi ngờ, vì thí chủ lật đật vượt qua muôn dặm đường trường lên chùa Thanh Lương này để mở đàn tràng là một chuyện phi lý. Vì tiểu bảo nói, tuy đã hạ được bọn hoàng phủ các, bà nhan, nhưng bắt hổ là chuyện dễ, thả hổ mới là chuyện khó. Nếu mình thả chúng về thì sau mấy ngày chúng lại đến sinh sự, thật phiền cho mình. Trừng Quang nói, giết chúng đi cũng không thể được, chùa này đã bị tổn thương mấy nhân mạng. Hỡi ơi, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, vì tiểu bảo nói, giết bọn chúng cũng bằng vô dụng, bây giờ đánh thế này vậy. Phương trượng sai trói chúng lại để bọn ta tra hỏi cho ra chúng đến kiếm hoàng đế hòa thượng với dụng ý gì. Trừng quang lấy làm khó nghĩ đã, cửa Phật là nơi yên tĩnh, bọn bần tăng đã xuất ra mà trói người thẩm vấn một cách riêng Tây, dường như không hợp lý. Vì tiểu bào hỏi lại, làm sao không hợp lý, chẳng lẽ bọn chúng đến chùa giết sư là hợp lý chăng? Ta mà không thẩm vấn cho biết rõ tất cả bọn chúng lại đến giết người, phóng hỏa đốt chùa Thanh Lương thì làm thế nào? Trừng quang ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp thí chủ nói cũng phải, vậy nhất thiết mọi việc lão tăng xin nghe theo lời thí chủ. Lão nói rồi vỗ tay một cái. Một nhà sư tiến vào chắp tay thi lễ. Đệ tử xin chờ lệnh phương trưởng. Hồi 80, chủ bộc lo mưu cứu lão hoàng gia. Trừng quang phương trượng hỏi, người đi mời hoàng phố tiên sinh vào đây, chúng ta có điều muốn thỉnh giáo, vì tiểu bảo xen vào, hoàng phủ các là người giảo hoạt, e rằng không hỏi được chuyện gì ở nơi hắn. Chúng ta hãy hỏi vị đại lạt ma trước hay hơn, trừng quang đáp. phải rồi, phải rồi. Thế mà bần tăng không nghĩ ra, nhà sư kia chạy đi một lúc đã thấy hai tăng nhân khiêng ba nhan vào điện. Hai tăng nhân này căm phẫn ba nhan đã giết mấy nhà sư ở chùa mình liền quang mạnh xuống đất. Trừng quang nói, trời ơi, sao các ngươi lại đối đãi với đại lạt ma khiếm lễ như vậy? Hai tăng nhân vâng giả cho xuôi chuyện rồi chờ gót lui ra. Vì tiểu bảo tay trái cầm chiếc ghế ngồi, tay mặt dùng lưỡi đao chùy tủ cắt chân ghế lưỡi trùy thủ này sắc bén vô cùng. Vì tiểu bảo cắt chân ghế như thái trái cây thành từng miếng dày một, hai phân. Trừng quang phương trượng dương mắt lên NSM gã, lão không hiểu gã làm như vậy là có dụng ý gì. Vì tiểu bảo quang chiếc ghế xuống tiến lại trước mặt ba nhan. Tay trái gã nắm đầu lão, tay mặt cầm trùy thủ khẽ chỉ vào mấy chỗ thủ thế của gã cũng như cắt chân ghế vừa rồi. Bà nhan hốt hoảng la lên, không được rồi. Trừng Quang cũng la lên, chớ làm thế, vì tiểu bảo tức giận hỏi ba nhan, sao lại không được, ta biết những vị đại lạt ma phái mật tông ở Tây Tạng đều luyện môn thiết đầu công để cho đầu cứng như sắt, đau thương chém không vào. Hồi ở Bắc Kinh, trình ta đã dùng lưỡi đao này chém vào đầu một tên đại lạt ma mà chém hàng nửa ngày đầu hắn vẫn y nguyên không xây sát một chút. Đại lạt ma, lão là của thật hay đeo chiêu bài giả mạo, nếu không để ta thử coi thì làm sao mà biết được. Song nhi tuét miệng nụm cười ra chiều rất khoan khoái ba nhan vội đáp tại hạ chưa từng luyện môn thiết đầu công đó công tử chỉ chém một nhát là tại hạ chết ngay vì tiểu bảo nói chưa chắc đã chết nếu chém sâu hai ba tấc thì chẳng việc gì đến tánh mạng đại lạt ma tại hạ hãy hớt một lớp mỏng trên đầu lão hễ nhìn thấy óc là thôi tại hạ nghe người ta bảo ai nói thật thì chất óc bất động còn kẻ nào nói dối chất óc như bị đun nóng chảy ra thành được đại hà có điều muốn hỏi đại lạt ma cần phải hớt đi một lớp để coi chất óc cho biết lão là người thành thật hay chuyên môn giả dối bà nhan vội đáp đừng chém đừng chém bản lạt ma nhất định nói thật vì tiểu bảo lại sờ đầu lão hỏi lão nói thật hay nói dối thì ta làm sao mà biết được bà nhan đáp nếu bản lạt ma nói dối công tử sẽ cắt đầu cũng chưa muộn vì tiểu bảo trầm ngâm một lát rồi hỏi được rồi ta thử hỏi lão, ai bảo lão đến chùa Thanh Lương? Ba nhan đáp chính là Thắng La Đà, một vị đại lạt ma ở viện chân dung của Đức Bồ Tát đã phái bản lạt ma tới đây. Trừng Quang hỏi, A-di-đà Phật. Những chùa xanh ở ngũ Đài Sơn vốn không thủ oán gì với chùa vàng mà sao Đại Lạt Ma tuyệt đỉnh kia lại phái Đại Lạt Ma tới đây quấy rối? Ba nhan đáp tiểu Lạt Ma không phải đến đây quấy rối. Thắng La đà sư huynh sai tiểu lạt ma tới đây để kiếm một nhà sư ngoài 40 tuổi vì y đã lấy cắp bảo kinh của Đức Phật sống rồi đến ẩn trong chùa Thanh Lương nên phải tìm cho bằng được y. Trừng quang hỏi, A-di-đà Phật, làm gì có chuyện đó? Vì tiểu bảo dơ đao trùy thủ lên quát, lão nói dối, ta phải bổ đầu để coi óc lão. Bà nhan la lên, không có, tiểu lạt ma không nói dối. Công tử không tin thì đi hỏi thắng La đà sư huynh sẽ rõ sư huynh còn bảo bọn tiểu lạt ma giả vờ phao môn là bị mất một tên tiểu lạt ma, thực tình chỉ cốt tìm kiếm được nhà sư đứng tuổi kia. Hoàng phủ tiên sinh nhận biết nhà sư đó, nên mời tiên sinh cùng đi kiếm người. Thắng là đà sư huynh căn dặn bọn tại hạ, nhà sư kia lấy cắp pho bí kinh của mật tông là chuyện tài đình, chứ không phải tầm thường. Nếu tại hạ bắt được nhà sư đó là lập được đại công. Khi trở về nhất định Đức Phật sống sẽ trọng thường vì tiểu bảo thấy ba nhan lộ vẻ thành thực, chứ không có điều trá ngụy, gã nghĩ ngay đến vì lão ngu muội người ta không để lão biết rõ đó là thuận trị hoàng đế. Gã liền thò tay vào bọc lấy phong thư bằng tảng văn mà song nhi đã bắt được của bọn lạt ma ở dọc đường. Gã mở thơ ra hỏi, lão thử đọc bức thư này cho ta nghe thử coi trong thơ viết chuyện gì. Bà nhan vội đáp, giả dạ, giả, dạ. lão cầm lấy thơ đọc lý la lý lô một hồi, vì tiểu bảo gật đầu nói, phải rồi lão đọc tạng văn thông lắm, rồi gã trò vào trường quang nói tiếp, phương trượng đại sư đây không hiểu tạng văn, vậy lão dịch thơ này ra tiếng Hán cho phương trượng nghe. Ba nhan đáp trong thơ này nói, vị, đại nhân vật đó, đúng là ở chùa Thanh Lương trên ngũ Đài Sơn. Gần đây có tin, bọn thần Long Giáo cũng đến mời y, vậy chúng ta phải hạ tù chức mới được. Vì tiểu bảo nghe ba nhan nhắc đến ba chữ thần Long Giáo, gã biết là lão nói thật. Liền hỏi tiếp trong thơ còn nói gì nữa? Bà nhan đáp trong thơ nói thêm việc lên chùa Thanh Lương mời đại nhân vật này chẳng có gì khó khăn mà điều đáng sợ là thần long giáo hay tin tất đến cướp đoạt. Nên, thắng là đà sư huynh yêu cầu đạt hòa nhĩ sư huynh ở Bắc Kinh gấp rút phái nhiều cao thủ tới viện trợ. Vì tiểu bảo lại hỏi, còn gì nữa không? Bà nhan đáp, hết rồi, phía dưới chẳng còn chữ nào nữa. Vì tiểu bảo hỏi, Hoàng Phủ Các là nhân vật như thế nào? Bà Nhan đá y cũng là một tay trợ thủ nhận lời mời của Thắng La Đà Sư huynh và mới tới đêm qua. Vì tiểu bảo gật đấu rồi nhìn Trừng Quang nói, "Phương trưởng, tại hạ muốn thẩm vấn phương trưởng chùa Phật Quang, nếu đại sư không tiện có mặt ở đây thì xin ra ngoài cửa sổ mà nghe." Trừng Quang đáp, "Hay lắm, hay lắm." Lão sai người đưa Ba Nhan ra ngoài và đem Tâm Khê vào, rồi lão trở về thiền phòng chứ không đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng. Tâm Khê vừa vào phòng đã tươi cười nói, hai vị tiểu thí chủ hãy còn nhỏ tuổi mà võ nghệ siêu quần. Lão Tăng dĩ nhiên chưa từng thấy người nào như vậy mà còn chưa được nghe ai nói tới trường hợp này. Các vị quả là những trang thiếu niên hào kiệt, thế mà Lão Tăng không biết, thật là có lỗi, vì tiểu bảo mắng liền, còn bà nó, không ai thèm nghe lời phỉnh nịnh của Lão đâu. Gã vùng chân đá vào đít nhà sư một cước, Tâm Khê tuy đau đớn nhưng vẫn tươi cười, phải lắm, phải lắm những bậc anh hùng hào kiệt chân chính quyết không ưa lời nịnh hót. Vì tiểu bảo hỏi, ai đã phái lão đến chùa Thanh Lương hành động điên khùng? Tâm khê đáp, thí chủ đã hỏi, lão tăng không giấu giếm. Thắng là đà Đại Lạt Ma ở viện chân Dung của Đức Bồ Tát phái người đưa đến cho Bần Tăng 200 lạng bạc yêu cầu Bần Tăng đi với sư đệ y là Ba Nhan tới chùa Thanh Lương để kiếm, một người. Lão Tăng nghĩ rằng phải có công mới được hưởng lộc đành đi với y một chuyến vì tiểu bảo lại đá lão một cước nữa rồi quát mắng, sao lão dám nói nhăng nói càn để lừa gạt ta, biết điều thì nói cho thực, tâm khê đáp giả giả, lão tăng xin nói thật là đại lạt ma đã đưa đến cho 300 lạng bạc. Vì tiểu bảo nói, không đúng, hiển nhiên là một ngàn lạng, tâm khê nói, thực tình thì chỉ có 500 lạng, nếu thêm một lạng nữa lão tăng không phải là giống người. Vì tiểu bảo hỏi, tên hoàng phù các đó là hạng người nào? Tâm khê đáp, hắn là mống hạ lưu vô sỉ, chứ chẳng phải hạng người tử tế. Tên quỷ lạt ma ba nhan rước hắn đến, thí chủ tha cho lão tăng rồi lão tăng lập tức đưa hắn lên huyện để quan sai trừng trị hắn cho bỏ hết. Chùa Thanh Lương là nơi thanh tịnh, ơ cửa Phật, khi nào để cho hắn đến làm càn làm bậy. Tiểu thí chủ, mấy mạng người chết oan cùng mấy xác lạt ma, chúng ta đổ cả lên đầu hắn vì tiểu bảo sa sầm nét mặt hỏi hiển nhiên trình lão đã giết họ sao lại đổ tội cho kẻ khác tâm khê năn nỉ hảo tiểu gia xin tiểu gia dung tha cho lão tăng vì tiểu bảo kêu người đưa tâm khê ra ngoài và khiêng hoàng phủ các vào thẩm vấn hoàng phủ các là con người rất quật cường vì tiểu bảo hỏi mà hắn không trả lời một câu nào song nhi liền điểm vào huyệt thiên khoát khiến cho hoàng phủ các phát ngư ngáy không sao chịu nổi lớn tiếng rên la kêu gọi thế mà vì tiểu bảo vẫn chẳng tra hỏi được câu gì. Hắn chỉ nói, mi có giỏi thì vung đao chém chết lão ra đi cho rồi. mi hành hạ người ta trong hoàn cảnh này thì đâu phải là bậc anh hùng hào hán. Vì tiểu bảo chẳng những không tức giận mà còn kính trọng hoàng phủ các đáng mặt nam tử hán. Gã đáp được lắm, chúng ta không hành hạ ngươi nữa. Đoạn bảo song nhi giải khai huyệt đạo thiên khoát cho hắn. Gã cũng không hỏi gì nữa, sai người khiêng hoàng phù các ra ngoài rồi mời trừng quang phương trượng vào nói vụ này kết quả ra sao khó mà lường được tưởng chúng ta phải thương lượng cùng đại nhân vật đó trừng quang lắc đầu đáp y đã nhất định không tiếp người ngoài vì tiểu bảo hỏi ngay sao lại không tiếp người ngoài vừa rồi y ở chạm chán người ngoài đó thôi nếu chúng ta không can thiệp há chẳng để kẻ khác bắt đi rồi chỉ vài ngày nữa là đại lạt ma ở bắc kinh lại phái người tới ngoài ra còn thần long giáo còn khỉ gì nữa khi đó dù chúng ta có ra sức giúp y cũng chẳng thể địch nổi số đông. Trừng quang nói, thí chủ nói phải lắm. Vì tiểu bảo nói, phương trưởng cho y hay là tình thế rất cấp bách, nếu không cùng nhau thương lượng tìm biện pháp giải quyết là không xong đâu. Trừng quang nói, lão tăng đã hứa lời trong chùa này không ai chuyện trò với y, cả lão tăng cũng vậy. Vì tiểu bảo nói, được rồi, tại hà không phải là nhà sư trong chùa, có thể đến nói với y được trừng quang vội đáp không được không được tiểu thí chủ mà vào tăng phòng thì sư đệ mãng hòa thượng hành điên sẽ vung chử đánh chết ngay vì tiểu bảo cười đáp lão không đánh chết được tại hạ đông. trừng quang quay lại nhìn xong nhi nói dù thí chủ có sai vị thư đồng điểm ngã hành điên thì hành si cũng không nói gì thí chủ đâu vì tiểu bảo hỏi hành si ư phát hiệu nhân vật đó là hành si hay sao trừng quang đáp phải rồi vậy ra thí chủ chưa biết vì tiểu bào thở dài nói, đã thế thì tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào nữa. Đáng tiếc cho chùa Thanh Lương là một ngôi cổ tự nổi tiếng mà bị tàn phá vì tay phương trường. Trừng Quang mặt buồn rười rượi hai bàn tay sát vào nhau không ngớt. Đột nhiên lão nói, để lão tăng đến hỏi Ngọc Lâm sư huynh, may ra có biện pháp nào chăng? Vì tiểu bào hỏi, Ngọc Lâm đại sư là ai vậy? Trừng Quang đáp, y là sư phụ truyền pháp cho hành si. Vi tiểu bảo cả mừng nói, hay lắm, vậy phương trưởng dẫn tài hạ đến ra mắt vị lão hòa thượng đó, trừng quang đại sư liền dẫn vi tiểu bảo cùng song nhi đến một gian miếu nhỏ. Trước miếu này không có biển đề chi hết, trừng quang đi thẳng vào thiền phòng ở hậu viện. Trong thiền phòng có một vị lão tăng dâu tóc bạc phơ ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt nhập định. Ba người vào tới nơi lão cũng không hay biết, trừng quang ra hiệu cho vi tiểu bảo và song nhi đừng lên tiếng và trò vào những chiếc bồ đoàn ở phía sau lão ngồi xuống bồ đoàn cúi đầu trông xuống, hai tay chắp để trước ngực, vì tiểu bảo cười thầm trong bụng rồi cũng ngồi xuống bồ đoàn. Bốn bể yên lặng như tờ, trong tòa tiểu miếu này dường như chỉ có một mình lão tăng ở. Sau một lúc lâu, vị lão tăng kia thủy chung vẫn không nhúc nhích, chẳng khác gì người chết rồi. Trừng Quang cũng ngồi yên không dám cục cửa, vì tiểu bảo chân tay ngứa ngáy cơ hồ chịu không nổi. Gã hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Miệng mắng thầm tổ tôn 18 đời vị lão tăng đến mấy chục lượt. Lại qua một lúc lâu nữa, nhà sư già mới thở phào một cái, từ từ mở mắt ra. Vị lão tăng thấy trước mặt có người vẫn không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu mấy cái. Trừng quang lên tiếng, "Bạch sư huynh, hành si chưa hết trần duyên, có người đến chùa tìm y, xin sư huynh thi triển Phật pháp hóa giải." Ngọc Lâm đại sư đáp, "Gốc nguồn vẫn ở lòng người mà ra, hóa giải là ở nơi mình." Trừng Quang nói, ngoại ma hãy còn trầm trọng, chùa Thanh Lương gặp phải tai nạn. Rồi phương trượng thuật lại chuyện bọn tâm khê, ba nhan, hoàng phủ các muốn cướp hành si, may nhờ thầy trò vi tiểu bảo ra tay giải cứu tình hình thế nào cho Ngọc Lâm Đại Sư nghe. Trừng Quang còn nói thêm hai bên đều chết mất mấy người, xem chừng đối phương không chịu bỏ qua. Ngọc Lâm lẳng lặng chú ý lắng tay nghe rồi không nói gì, lại nhắm mắt nhập định vì tiểu bảo tức quá đứng phát dậy toan lớn tiếng thoá mà. Nhưng gã vừa mở miệng, Trừng Quang xua tay lia lịa ra hiệu cho gã đừng nóng này và yêu cầu gã ngồi xuống chờ đợi. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, dù gặp bọn đạo tặc hay đờ điếm trong thiên hạ cũng không ngán bằng gặp nhà sư già này. Gã vừa nghĩ tới đây thì Ngọc Lâm Đại Sư trên môi thoáng lộ nụ cười, mở bừng mắt ra hỏi, phải chăng vi thí chủ từ Bắc Kinh đến đây? Vì tiểu bảo đã đúng thế ngọc lâm hỏi vì thí chủ làm đương sai kề cận bên mình hoàng thượng phải không vì tiểu bảo giật mình kinh hãi đang ngồi trên bồ đoàn đứng bật dậy hỏi đại sư sao đại sư biết thế ngọc lâm mỉm cười đáp lão tăng đoán vậy vì tiểu bảo nghĩ bụng à sư này ra vẻ tà môn không chừng lão có pháp thuật thật bây giờ gã không dám chửi thầm lão tăng nữa lộ vẻ kính cần ngồi xuống ngọc lâm hỏi hoàng thượng sai vì thí chủ đến ra mắt hành si có điều chi muốn hỏi vì tiểu bảo bụng bảo dạ lão này biết hết rồi nói dối cũng bằng vô dụng gã liền đáp hoàng thượng được biết lão hoàng gia còn sống ở nhân gian ngài vừa vui mừng vừa thương cảm nên phái tiểu tử đến vấn an lão hoàng gia nếu lão hoàng gia chịu trở về cung thì hay quá nguyên vua khang hy dặn vi tiểu bảo mở cuộc điều tra cho rõ thực hư rồi ngài sẽ thân hành lên ngũ đài sơn triều kiến phu hoàng nhưng vi tiểu bảo giấu câu này không nói Ngọc Lâm hỏi, Đức Hoàng thượng đưa cho Tí chủ tín vật gì để lên đây? Nguyên vua Khang Hy đã viết một phong thư cho Phụ Hoàng nhưng sau ngài lại nghĩ bức thư đó mà lọt vào tay người ngoài thì thật là mối họa động trời, vì thế ngài lại đốt thơ đi. Vì tiểu bảo lấy đạo chát có ngự bút của vua Khang Hy ở trong túi áo lót ra, cầm hai tay đưa đến trước mặt Ngọc Lâm nói, đại sư coi đây trên tờ ngự chát viết, sắc lệnh cho quan ngự tiền thị vệ phó tổng quản là vi tiểu bảo đi công cán khắp một giải ngũ đài sơn. Vậy các quan văn võ ở các tỉnh dọc đường phải tuân lệnh y viên điều động. Khâm thử, Ngọc Lâm cầm tờ chát coi đi coi lại rồi nhận kỹ cả dấu ngự bảo. Lão trả lại tờ chát cho vi tiểu bảo, nói té ra đây là quan ngự tiền thị vệ phó tổng quản vi đại nhân. Lão tăng thật có điều thất kính. Vì tiểu bảo ngấm ngầm đắc ý tự nhủ chắc từ giờ lão này không dám coi thường ta nữa. Nhưng gã thấy nét mặt nhà sư già không có vẻ gì kính cẩn cho lắm. Lòng gã lại nguội lạnh không cao hứng mơ. Y nữa. Ngọc Lâm hỏi, vì thí chủ, theo ý thí chủ thì nên làm thế nào? Vì tiểu bảo đã tại hạ xin đến khấu đầu bái kiến lão hoàng gia xem ngài truyền phán ra sao. Ngọc Lâm nói, trước kia y làm hoàng đế thì giàu có, nhưng hiện giờ đã thành hòa thượng không còn tí gì nữa và đã cắt đứt trần duyên. Vậy ba chữ, lão hoàng gia, không nên nhắc tới khiến người nghe phải kinh hãi và làm phiền nhiễu cuộc thanh tu của y, vì tiểu bảo lẳng lặng không nói gì. Ngọc Lâm lại tiếp thí chủ trở về tâu hoàng thượng là hành si không muốn gặp thí chủ và cũng không muốn ngó thấy người ngoài. Vì tiểu bảo nói, đức hoàng thượng là con của lão gia, đâu phải người ngoài. Ngọc Lâm hỏi, xuất gia là thế nào thí chủ có hiểu không? Đã ra khỏi nhà đi tu thì vợ con cũng là người ngoài. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, coi chừng mọi sự đều do lão sư già này giở trò, cố ý ngăn cản. Lão hoàng gia dù không chịu về cung cũng chẳng đến nỗi không cho vợ con thấy mặt. Gã liền hỏi, đã vậy thì tại hạ phải đi điều động nhân mã lên ngũ đài sơn bảo vệ cho lão hoàng gia, không để bọn người phức tạp vào chùa phá rối ngọc lâm đáp nếu thế thì chùa thanh lương này biến thành nội điện trong hoàng cung hay là chùa như vậy sao bằng trở về hoàng cung ở bắc kinh quách cho rồi đồng thời quan ngự tiền thị vệ phó tổng quản vi đại nhân cũng biến thành kẻ đương sai ở chùa thanh lương không hơn không kém vậy thí chủ không nên hành động như thế vì tiểu bảo nói té ra đại sư đã có biện pháp bảo vệ cho lão nhân ra tại hạ xin thì đã nghe lời cáo luận Ngọc Lâm mỉm cười đáp vì thí chủ ảnh còn nhỏ tuổi mà quả nhiên là một tay lợi hại khác thường. Thảo nào mới mười mấy tuổi đã làm nên quan lớn, lão ngừng lại một chút rồi tiếp lão tăng chẳng có biện pháp nào hết. Kẻ xuất gia không tranh danh đoạt lợi với người đời, dù gặp tai ương cũng vui lòng chịu đựng. Đa tả vi thí chủ đã có thịnh tình với bản tử. Giả sử chùa Thanh Lương có xảy tai vả thì cũng là một trường kiếp nạn khó lòng tránh khỏi. Dứt lời lão chắp tay thi lễ rồi nhắm mắt nhập định. Trừng Quang đứng dậy giơ hai tay ra hiệu rồi lùi đến bên cửa. Y nhìn Ngọc Lâm khom lưng thi lễ, vì tiểu bảo ngó nhà sư già nhăn mặt lại làm cho ba bị thẻ lưỡi ra. Gã còn chỉ ngón tay cái bịt lỗ mũi, bốn ngón tay kia chỉ ra vẫy Ngọc Lâm mấy cái ra điều muốn nói, thúi lắm, thúi lắm, không ngửi được, nhưng Ngọc Lâm đã nhắm mắt lại nên không nhìn thấy. Ba người ra bên ngoài tiểu miếu ngồi. Trừng quang nói ngọc lâm đại sư là một vị cao tăng đắc đảo đã có chỉ thị rõ ràng bây giờ bần tăng về tha bọn tâm khê phương trưởng vì thí chủ chúng ta được hội kiến bữa nay cũng là có duyên bây giờ xin cáo biệt phương trưởng nói xong chắp hai tay cúc cung hành lễ không để cho vi tiểu bảo tiến vào chùa thanh lương nữa vi tiểu bảo tức giận nói hay lắm các vị đã có diệu kế bọn tại hạ thành người đa sử song nhi đi kêu bọn vô bát kéo nhau xuống núi trở về ngủ trọ tại chùa Linh Cảnh. Hôm qua đến chùa Linh Cảnh, Vi tiểu bảo đã cúng 100 lạng bạc. Nhà sư trụ trì thấy vị đại tài chủ lại đến liền ân cần tiếp đãi. Vi tiểu bảo ngồi trong phòng khách, tay chống cằm, trong lòng rất là phiền muộn, bụng bảo dạ, được gặp lão hoàng đế rồi, nhưng ngài ở hoàn cảnh rất nguy hiểm. Bọn Lạt Ma ở Tây Tạng muốn bắt ngài, thần long giáo cũng tìm đến để mưu đồ chuyện gì lão chọc Ngọc Lâm thì làm bộ làm tịch lại đếch có bản lãnh. Còn Trừng Quang Phương trưởng tuy võ công cao cường nhưng chỉ có một mình thì làm gì được. Ta e rằng sau đây mấy bữa lão hoàng đế bị người bắt đem đi mình trở về biết nói thế nào với tiểu huyền tử. Gã quay lại nhìn Song Nhi thấy thị cặp lông mày rủ thấp, vẻ mặt buồn rầu ủ rũ, liền hỏi, Song Nhi, sao cô lại không vui vẻ? Song Nhi đáp, nô tỳ không sao cả, vì tiểu bảo nói, chắc cô có tâm sự gì thì phải mau mau nói cho ta hay. Song Nhi đáp, thực tình nô tỳ tì chẳng có điều chi mà nói. Vì tiểu bảo xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi, ừ, ta biết rồi, chắc cô trách ta làm quan trong chiều mà không nói cho cô hay. Có đúng thế không? Song Nhi hỏi lại, hoàng đế thát đát là người tồi bại. Sao tướng công, tướng công lại làm quan với hắn?